Trước khi mà chúng ta bắt đầu cái buổi chia sẻ về các cái nội dung còn lại của việc tập huấn sách giáo khoa để lớp 12, để năm tới đây các thầy cô sẽ thực thi chương trình và sách giáo khoa mới, thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ một vài cái vấn đề, cái câu chuyện của việc đặt vấn đề cho buổi chiều hôm nay như sau. Các thầy cô quan sát trên màn hình có một bức hình. Bức hình này đó là một bức hình của một lớp học truyền thống của chúng ta. Và lớp học này thì cũng đang là một mô hình lớp học phổ biến của chúng ta hiện nay, khi chúng ta chỉ có bảng, có các phương tiện trực quan truyền thống và cái tài liệu mà để kết nối và giao lưu giữa giáo viên và học sinh của chúng ta, đó chính là cái cuốn sách giáo khoa. Ở đây tôi muốn nói rằng là gì? Nếu như một trong trong cái điều kiện dạy học bình thường, trong những cái điều kiện dạy học tối thiểu nhất, thì sách giáo khoa chính là một nguồn tài liệu rất là quan trọng để tạo nên cái sự giao tiếp giữa giáo viên và học sinh. Nếu như mà chúng ta có điều kiện hơn một chút, chúng ta sẽ quan sát cái hình ảnh thứ hai. Các hình ảnh này thì là một cái môi trường giảng dạy ở một lớp học mà nó hiện đại hơn, có đầy đủ các phương tiện, kể cả những nhóm học sinh có cả iPad. Vậy thì chúng ta đặt ra câu hỏi là liệu rằng là sách giáo khoa còn có vai trò ở trong cái lớp học như thế này không? Thì các thầy cô quan sát trên màn hình và trên hình ảnh thì các thầy cô thấy rằng là mỗi một em học sinh á thì vẫn có một cuốn sách giáo khoa. Đây là cuốn sách giáo khoa địa lý lớp 6, và cái mà iPad này đó là cái cuốn là cái tài cái phương tiện để các em đó trải nghiệm một cái cuốn sách giáo khoa ở một cái phiên bản khác, đó là phiên bản ebook hay là ebook tương tác. Thông qua hai bức hình đó thì tôi muốn đặt vấn đề cho cái buổi trình bày chiều nay. Cho dù là trong lớp học truyền thống hay là trong lớp học hiện đại thì sách giáo khoa vẫn là một tài liệu rất là quan trọng đối với việc dạy học của giáo viên. Tuy nhiên nhìn ở phương diện khác thì cái việc mà sử dụng nó có hiệu quả hay không, học sinh có tiếp nhận được và phát triển được năng lực hay không dựa vào các tài liệu này, thì vai trò trung tâm vẫn là vai trò của giáo viên, cho dù họ đứng ở bục giảng với vị trí truyền thống hay họ đứng ở bục giảng với vị trí là giáo viên trong một lớp học tích cực. Tôi muốn nói như vậy để chúng ta bắt đầu buổi chiều nay với một cái phần chia sẻ liên quan đến các cái nội dung về việc là phân tích các loại kế hoạch và tài nguyên của bộ sách để hỗ trợ cho việc các thầy cô sẽ tổ chức giảng dạy và thực hiện cái cuốn sách giáo khoa địa lý lớp 12 bộ Chân trời sáng tạo. Thì trong cái buổi chia sẻ chiều nay á thì chúng ta sẽ cố gắng để cả báo cáo viên và các cái giáo viên tham dự, chúng ta sẽ đạt được 5 cái mục tiêu mà tôi đang thể hiện trên một cái sơ đồ rất là trực quan ở trên màn hình. Đầu tiên là chúng ta cần nhận diện được là chúng ta cần nhận diện được kế hoạch dự kiến tổ chức giảng dạy sách giáo khoa và sách chuyên đề địa lý lớp 12. Mục tiêu này có nghĩa là thầy cô sẽ cần phải hiểu được rằng khi mà chúng ta thực thi cái chương trình và sách giáo khoa địa lý lớp 12 và đối sánh với chương trình phổ giáo dục môn địa lý mà bộ quy định, thì việc thực thi và tổ chức theo các kế hoạch nhà trường, kế hoạch tổ bộ môn sẽ được sắp xếp thế nào. Thì ở cái mục tiêu thứ nhất này thì chúng ta sẽ cố gắng giải quyết cái vấn đề đó. Đối với vấn đề thứ hai đó là chúng ta sẽ cần phải phân biệt được cái gì ạ? Phân biệt được cách thức triển khai kế hoạch bài dạy cho các dạng bài. Đó là chúng ta sẽ có ba cái dạng bài theo cách chia một cách tương đối, đó là các bài hình thành kiến thức mới hay còn gọi là các bài dạy đơn thuần về lý thuyết hoặc là kỹ năng mới, các bài thực hành tức là các bài tập trung vào việc rèn luyện các kỹ năng địa lý hoặc là các kỹ năng chung, và thứ ba nữa là các bài của các chuyên đề học tập. Thì ba cái kế hoạch bài dạy của ba cái loại bài này nó sẽ có những cái điểm khác nhau như thế nào, thì đó là cái mà chúng ta cần phải phân biệt. Mục tiêu thứ ba đó là chúng ta cần phải phân tích được cách thức kết hợp phương pháp kỹ thuật dạy học và phương pháp đánh giá để thực hiện được mục tiêu của hoạt động học. Tức là đó cũng chính là cái mục tiêu trọng tâm của buổi chiều nay. Chúng ta sẽ cần phải thể hiện được một sự kết hợp giữa phương pháp kỹ thuật, hình thức dạy học và đánh giá để chúng ta có thể thiết kế và tổ chức được các cái hoạt động học tập mà đạt được mục tiêu dạy học mà chúng ta đặt ra. Về mục tiêu thứ tư đó là chúng ta sẽ cần phải tiếp cận được các cái phương pháp sử dụng sách bài tập, sách giáo viên và các nguồn tài nguyên khác của bộ sách để chúng ta sử dụng nó như là một cái tư liệu hỗ trợ đắc lực cho việc các thầy cô sẽ vận hành cái cuốn sách giáo khoa mà mình đã lựa chọn. Và cuối cùng, và mục tiêu này là mục tiêu quan trọng hơn hẳn,
Đó chính là sau khi mà chúng ta thực hiện bốn cái vấn đề đã nêu thì các thầy cô có thể là sẽ cần phải chia sẻ được các cái quan điểm, ý tưởng khi chúng ta tiếp cận sách giáo khoa địa lý lớp 12 và triển khai, xin lỗi các thầy cô, là triển khai giảng dạy môn học này trong thực tế vào năm học tới. Thì đó chính là cái năm mục tiêu tôi đã trực quan hóa ở trên này để các thầy cô chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ, và cuối buổi thì chúng ta sẽ quay lại với việc là liệu rằng là chúng ta có đạt được các cái mục tiêu này hay không. Chúng ta đến với cái mục tiêu thứ nhất, đó chính là chúng ta sẽ nghiên cứu về kế hoạch thực hiện chương trình. Thì các thầy cô quan sát ở trên màn hình là tôi đang trình bày về cái thời lượng phân phối chương trình trích ra từ chương trình môn địa lý lớp 12 cấp trung học phổ thông. Thì các thầy cô thấy là cái phần mà tôi đóng khung là đang nói đến cái phần của lớp 12. Lớp 12 là chương trình địa lý chúng ta sẽ có là địa lý Việt Nam. Địa lý tự nhiên thì chiếm khoảng 20% dung lượng. Địa lý dân cư là 5%. Địa lý các ngành kinh tế là 30%. Địa lý các vùng kinh tế là 30%. Thực hành tìm hiểu địa lý địa phương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 5%. Và 10% còn lại là đánh giá định kỳ. Như vậy, trong thời lượng 70 tiết dành cho các mảng nội dung thì được phân bổ theo tỷ lệ phần trăm trong chương trình. Và đây cũng là một trong những cái kênh quan trọng để quy định việc chúng ta sẽ thiết kế phân phối chương trình của sách, cũng như là việc thiết kế phân phối chương trình nhà trường của tổ bộ môn khi chúng ta thực hiện giảng dạy bất kỳ bộ sách nào. Thì từ cái mà chương trình khung của quy định về tổng thời lượng của các phần liên quan đến là chương trình địa lý lớp 12 của Bộ Giáo dục, thì của các cái tác giả cũng như nhà xuất bản của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo, thì chúng tôi mới phát thảo và phân phối dự kiến số tiết của các cái bài học trong chương trình địa lý lớp 12 như sau. Thứ nhất đó là về chương địa lý tự nhiên, thì chương này sẽ có dự kiến là 12 tiết, trong đó thì chúng ta sẽ có 6 bài, 5 bài lý thuyết và 1 bài thực hành. Và một số bài lý thuyết mà có dung lượng dài thì được cơ cấu khoảng 3 tiết, còn các bài thực hành hoặc là những cái bài thường là các bài thực hành thời lượng ít hơn thì thường là cơ cấu 1 tiết. Ở địa lý dân cư là 5 tiết và có 4 bài, trong đó bài dân số thì 2 tiết, còn các bài còn lại thì phân phối là 1 tiết. Sau đó thì đến cái phần tiếp theo là địa lý các ngành kinh tế. Địa lý các ngành kinh tế chương 3 này trong tỷ lệ của phân phối chương trình là khá lớn, cho nên được cơ cấu thành 20 tiết. Trong đó thì có tới là có bài 19, bài 23 là các bài thực hành, còn các bài còn lại là các bài lý thuyết. Bài 15 cũng là bài thực hành, các bài còn lại là bài lý thuyết, và số lượng tiết lớn nhất là 3 tiết dành cho bài là một số ngành công nghiệp, bởi vì dung lượng bài 17 này là tương đối nhiều. Sau đó đến cái phần tiếp theo đó là chương 4, địa lý các vùng kinh tế. Địa lý các vùng kinh tế là một cái tỷ lệ kiến trọng số rất là lớn trong chương trình địa lý lớp 12, cho nên trong cái tài liệu sách giáo khoa của Bộ Chân Trời Sáng Tạo thì thiết kế làm 24 tiết. Trong đó thì phân phối đều cho các cái vùng, có các vùng kinh tế, số tiết lớn nhất là 2, và những bài thực hành thì thường là cơ cấu 1 tiết và phân phối đều cho tất cả các vùng. Ở đây có Trung Du miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, vùng Duyên Hải, Nam Trung Bộ, vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, và phải bài 37 là phát triển, 36 là phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, và bài 37 là phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng ở Biển Đông, bài 38 là thực hành. Thì đó là phần về các vùng kinh tế, chương 4. Chương 5 thì tìm hiểu địa lý địa phương thì có 2 tiết, trong đó thì có cơ cấu thành 1 bài, chỉ là 1 bài trong vòng 2 tiết tìm hiểu địa lý địa phương, và tổng thời lượng là 63 tiết giảng dạy và 7 tiết còn lại là dành cho kiểm tra và đánh giá. Thì trên đây là cái phần phân phối chương trình dự kiến và triển khai số tiết cũng như là bố cục cũng như dung lượng nội dung của các bài trong sách giáo khoa Bộ Chân Trời Sáng Tạo. Các thầy cô sẽ tham khảo cái khung này, cái khung mà trong chương trình khung quy định, và chúng ta đối sánh với cái phân phối kế hoạch này của nhà xuất bản giáo dục trong bộ sách để chúng ta có những sự so sánh và kết hợp với cái thực tế của nhà trường để các thầy cô sẽ đưa ra một cái kế hoạch giảng dạy phù hợp với thực tiễn. Thì nhìn chung một cách tổng thể thì cái phân phối này thì về cơ bản là phù hợp với cái quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong cái chương trình bộ môn địa lý
với tỷ lệ 20, 5, 30, 30, 5 và 10% đánh giá. Lát nữa thì tôi sẽ phần cuối phần thảo luận đó, thì tôi cũng sẽ xin ý kiến thêm của các thầy cô, cũng như là các thầy cô có thể chia sẻ thêm về cái việc rằng là liệu cái sự phân phối như vậy cũng như là việc tổ chức như vậy thì đã phù hợp với thực tiễn và có cần phải điều chỉnh gì không. Tôi xin tiếp tục ạ. Đối với thời lượng của các chuyên đề thì hiện tại là chúng ta có tổng cộng là 3 chuyên đề. Chuyên đề thứ nhất là thiên tai và biện pháp phòng chống, thì chuyên đề này được cấu trúc thành là 10 tiết, chia làm là 2-4-2-2, là tương ứng với lại là 3 cái đề mục lớn và phần luyện tập, vận dụng và kiểm tra đánh giá, cơ cấu thành 2 tiết. Phần tiếp theo là chuyên đề 2 phát triển vùng. Chuyên đề này thì có tổng cộng là 15 tiết, trong đó thì có 11 tiết để nghiên cứu về các loại vùng kinh tế, 1 tiết về một số vấn đề chung và 3 tiết cho phần vận dụng luyện tập và đánh giá. Phần chuyên đề 3 phát triển làng nghề thì chúng ta sẽ có là tổng cộng là 10 tiết, thì trong đó cũng chia ra theo các cái đề mục và phần luyện tập, vận dụng, kiểm tra, đánh giá thì chiếm khoảng là được phân phối là 2 tiết. Tuy nhiên là cái phân phối ở đây, nếu như là cái phân phối hố tiết trong sách giáo khoa là một cái sự dự kiến tương đối là gắn chặt với cái phân phối thời lượng của chương trình, thì cái phân phối trong chuyên đề là một cái phân phối dự kiến. Và phân phối này thì các thầy cô có thể cải tiến phù hợp, linh hoạt trong khi mà chúng ta lựa chọn hình thức dạy học sau này của các chuyên đề. Ở trên cơ sở thì trình bày hai cái phân phối của sách giáo khoa và của sách chuyên đề, thì chúng ta sẽ có một số cái điểm mà chúng ta cần phải rút ra và thống nhất chung khi chúng ta triển khai các cái kế hoạch này như sau. Thứ nhất đó là các thầy cô chúng ta sẽ cần phải vận dụng linh hoạt để phù hợp với kế hoạch nhà trường và kế hoạch tổ bộ môn. Thì trên cơ sở cái kế hoạch phân phối chung của Bộ Giáo dục thì chúng ta cần phải có những điều chỉnh phù hợp với kế hoạch nhà trường và kế hoạch tổ bộ môn trên cơ sở tham khảo cái kế hoạch dự kiến của bộ sách. Thứ hai nữa là chúng ta cần phải đảm bảo đủ thời lượng của nội dung chuyên đề được quy định trong chương trình địa lý 2018. Như vậy là chương trình địa lý 2018 với tỷ lệ phần trăm dung lượng của từng khối kiến thức phân phối theo từng chương, từng nội dung, thì đó chính là cơ sở để chúng ta tuân thủ và đảm bảo cái việc mà truyền tải đầy đủ dung lượng nội dung cho học sinh. Ý thứ ba đó là chúng ta cần phải linh hoạt trong việc lựa chọn hình thức tổ chức chuyên đề, từ đó mà thiết kế và phân phối thời lượng hợp lý. Ý này thì tôi xin giải thích một cách ngắn gọn thế này. Tôi lấy ví dụ khi chúng ta lựa chọn cái phương pháp lớn, ví dụ như phương pháp dự án chẳng hạn, để chúng ta tổ chức cho các chuyên đề trong sách chuyên đề, hay là chúng ta lựa chọn các phương pháp dự án cho các cái nội dung theo các chương mục nhưng các thầy cô thiết kế dưới dạng các chuyên đề, thì cái việc mà chúng ta phân phối thời lượng cũng như bố trí sắp xếp khung thời gian để tổ chức các bài học thì nó cần phải linh hoạt hơn so với cái phân phối dự kiến ở phía trên. Chính vì vậy mà tôi muốn nhấn mạnh rằng là trong quá trình thực hiện thì đặc biệt là sách chuyên đề, cái việc mà thầy cô linh hoạt phù hợp với cái hình thức tổ chức cũng như phương pháp dạy học mà các thầy cô lựa chọn cho cuốn sách là một vấn đề rất là quan trọng. Như vậy, cái nội dung thứ nhất và mục tiêu thứ nhất thì chúng ta sẽ tóm gọn trong 3 ý mà tôi đang trình bày ở trên slide. Tôi xin nói đến phần thứ hai, đó là phần kế hoạch bài dạy các dạng bài. Thì ở đây tôi nghĩ phần này thì các thầy cô sẽ quan tâm hơn, bởi vì các giáo viên trực tiếp đứng lớp thì sẽ quan tâm đến việc rằng là việc thực thi các kế hoạch bài dạy sẽ được triển khai như thế nào để nó đạt hiệu quả. Thì chúng ta sẽ tạm chia làm 3 loại kế hoạch bài dạy. Đó là loại kế hoạch bài dạy hình thành kiến thức mới, loại kế hoạch bài dạy phục vụ cho các bài thực hành, mà trong sách giáo khoa Bộ Chân Trời Sáng Tạo thì có khoảng cỡ hơn 10 bài thực hành, và sách chuyên đề, kế hoạch bài dạy cho chuyên đề là để giảng dạy 3 chuyên đề. Thì về một cách tổng thể thì kế hoạch bài dạy thì được thực hiện và tổ chức theo cái hướng dẫn theo trong công văn 5512 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và các thầy cô cũng đã vận hành rất là quen thuộc trong chương trình địa lý lớp 10, địa lý lớp 11 và năm nay là địa lý lớp 12. Về mặt hình thức, tổ chức, cấu trúc trình bày và đánh giá không có gì thay đổi, chỉ có là chúng ta sẽ nghiên cứu và chia sẻ sâu liệu rằng là trong mỗi loại kế hoạch bài dạy chúng ta sẽ cần phải có những cái lưu ý gì.
Vậy thì cái câu hỏi tôi muốn đặt ra ở trong cái phần thảo luận thứ hai này đó là gì? Có những cái đặc trưng gì khi mà chúng ta triển khai các kế hoạch bài dạy của những dạng bài khác nhau? Ở đây tôi phác họa thành một cái bảng để chúng ta sẽ suy nghĩ trả lời các cái câu hỏi, các cái dấu hỏi mà tôi đặt ở trong bảng này. Đó là những cái đặc trưng khi chúng ta triển khai các bài hình thành kiến thức mới so với các bài thực hành và so với các chuyên đề học tập. Để lát nữa các thầy cô sẽ có khoảng 15 phút để chúng ta nghiên cứu về cái tài liệu tập huấn, trong đó thì có giới thiệu 4 kế hoạch bài dạy và thì có 2 kế hoạch bài dạy cho bài hình thành kiến thức mới, một kế hoạch bài dạy cho bài 23 thực hành và một kế hoạch bài dạy cho chuyên đề 1 là chuyên đề học tập. Thì lát nữa các thầy cô sẽ trải nghiệm. Để có chất liệu cho việc trả lời những câu hỏi này thì chúng ta sẽ có những cái phần chia sẻ như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ nghiên cứu về mục tiêu bài học và chuyên đề của bài học hoặc của chuyên đề. Vậy thì mục tiêu thì sẽ được trình bày theo hướng là yêu cầu cần đạt về kiến thức, kỹ năng, rồi mục tiêu về năng lực đặc thù, tức là năng lực địa lý, mục tiêu về năng lực chung và mục tiêu về phẩm chất. Ở các hoạt động học tập mà có các hoạt động học thì sẽ có các hoạt động mở đầu, hoạt động hình thành kiến thức mới, hoạt động luyện tập và hoạt động vận dụng. Các cái phần đánh giá hoạt động và đánh giá bài học thì ở đây chúng ta cần phải phân biệt rất là rõ. Khi các thầy cô tập huấn module 3, chúng ta sẽ có phân biệt rằng là đánh giá là học tập, tức là đánh giá sẽ là một phần của quá trình tổ chức hoạt động học tập. Thì chúng ta sẽ tạm chia là đánh giá trong các hoạt động và phần đánh giá toàn bộ bài học để kiểm tra việc đạt được mục tiêu của bài học. Và cuối cùng đó là chúng ta cũng sẽ cần phải suy nghĩ và thảo luận thêm về việc là cái mức độ hỗ trợ của sách giáo khoa và tài nguyên của bộ sách để đáp ứng việc chúng ta thiết kế và tổ chức các cái kế hoạch bài dạy. Và ở đây thì lát nữa các thầy cô cũng có thể là chia sẻ thêm ý kiến rằng là liệu là với là sách giáo khoa này, sách học sinh, sách bài tập, các loại kế hoạch bài dạy đi kèm, các tài nguyên hỗ trợ thì liệu nhà xuất bản cần phải cung cấp hỗ trợ thêm gì để các giáo viên có thêm nguồn tài nguyên trong quá trình mà thực hiện và giảng dạy cuốn sách giáo khoa của Bộ Chân trời sáng tạo. Thì kế hoạch bài dạy chúng ta sẽ được phân tích ở trên bốn cái phương diện như thế. Thì tôi xin đặt ra một số câu hỏi để lát nữa các thầy cô chúng ta nghiên cứu kế hoạch bài dạy chúng ta sẽ trả lời. Thứ nhất là bài học thì được tổ chức thành những hoạt động nào? Và mỗi hoạt động giáo viên áp dụng phương pháp, kỹ thuật, hình thức và phương tiện dạy học gì? Trong các cái kế hoạch bài dạy các thầy cô có thì đều thể hiện một cách rất là rõ ràng về việc là bài dạy đó sẽ được tổ chức thành những hoạt động nào. Và thầy cô sẽ kiểm tra xem là trong các hoạt động đó thì giáo viên, tức là người thiết kế, họ sử dụng phương pháp, kỹ thuật, hình thức, phương tiện dạy học nào để tổ chức và đạt được mục tiêu. Thứ hai nữa là mục tiêu của hoạt động được thể hiện như thế nào thông qua cách thức tổ chức. Tức là cách thức tổ chức đó có góp phần thực hiện được mục tiêu hoạt động học hay không, hay cách thức tổ chức đó lại không góp phần thực hiện mục tiêu hoạt động thì chúng ta cũng sẽ cần phải bình luận. Tiếp theo đó là các cái phương án đánh giá cho từng hoạt động là gì và các phương án đánh giá này có được thể hiện được trong từng cái kế hoạch bài dạy hay không. Câu hỏi thứ tư là kế hoạch bài dạy cho các dạng bài có sự khác nhau như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ nghiên cứu lướt qua một cách tổng thể ba cái kế hoạch bài dạy trong tài liệu tập huấn để chúng ta có những cái sự so sánh về kế hoạch bài dạy cho các dạng bài, liệu rằng nó có sự khác nhau như thế nào. Và thứ năm á, là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là sách giáo khoa địa lý lớp 12, Bộ Chân trời sáng tạo hỗ trợ đến mức độ nào về học liệu và ý tưởng sư phạm cho việc tổ chức các hoạt động. Thì tôi xin dừng lại để nói một chút về ý tưởng sư phạm. Trong việc triển khai cuốn sách giáo khoa ở các bộ và trong đó có Bộ Chân trời sáng tạo thì mặc dù việc trình bày sẽ theo những cái khuôn khổ quy định, quy chuẩn, tuy nhiên nó vẫn thể hiện được cái ý tưởng sư phạm của người viết sách cũng như nhóm tác giả. Vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra xem rằng là cái liệu rằng cái ý tưởng sư phạm đó có hỗ trợ cho việc chúng ta tổ chức các hoạt động hay không, và chúng ta sẽ phát triển các ý tưởng sư phạm như thế nào dựa trên cái quan điểm dạy học cũng như là phong cách giảng dạy của quý thầy cô. Thì đó chính là năm cái nội dung mà các thầy cô sẽ thảo luận khi mà các thầy cô nghiên cứu cái bộ sách, các cái kế hoạch bài dạy trong tài liệu tập huấn. Vậy thì cái phần mà chúng ta đặt câu hỏi và chúng ta sẽ trả lời và thảo luận thì sẽ thực hiện theo cái khung của một cái bảng gọi là bảng ma trận hoạt động học như sau. Về hoạt động thì chúng ta sẽ có các hoạt động như là mở đầu,
hình thành kiến thức mới, luyện tập vận dụng. Trong mỗi một hoạt động thì cần sẽ phải có mục tiêu. Mục tiêu ở đây chính là yêu cầu cần đạt gắn với hoạt động đó. Ở trong mỗi một hoạt động thì chúng ta sẽ chia sẻ và tìm hiểu về phương pháp và kỹ thuật dạy học, cũng như hình thức tổ chức dạy học mà quỹ thầy cô áp dụng. Về phương tiện dạy học, ở đây tôi xin nhấn mạnh là phương tiện đặc trưng của môn địa lý, như là bản đồ, biểu đồ, sơ đồ tranh ảnh, bảng số liệu vân vân. Và chúng ta cũng cần phải hình dung về phương án đánh giá. Thì cái mặt trận tổng thể này là một cái công cụ để chúng ta tư duy một cách tổng thể khi chúng ta thiết kế kế hoạch bài dạy, cũng như là để chúng ta đánh giá và tìm hiểu các cái kế hoạch bài dạy mà chúng tôi trình bày trong tài liệu tập huấn. Trước khi mà các thầy cô đến cái phần mà phần nghiên cứu á, thì tôi xin chia sẻ lại một cách tổng thể ngắn gọn nhất những cái quan điểm tiếp cận về phương pháp dạy học, như là một cái hệ thống hóa để các thầy cô chúng ta có thêm cái tư liệu, cũng như là thêm một cái hình dung tổng thể khi chúng ta tiến hành giảng dạy nói chung và giảng dạy sách giáo khoa địa lý lớp 12 nói riêng. Ta sẽ bắt đầu bằng một cái mô hình rất là truyền thống, và nhưng mà không phải ai cũng hiểu được về bản chất của mô hình này. Và nếu một khi các thầy cô đã hiểu bản chất của mô hình này thì chúng ta sẽ vận hành cái việc giảng dạy của chúng ta ở trường trung học phổ thông rất là thuận lợi. Tôi đang nói đến là mô hình ba bình diện của phương pháp dạy học. Ba bình diện của phương pháp dạy học thì nói rằng ở bình diện vĩ mô á, tức là phương pháp vĩ mô, người ta xem đó là một cái quan điểm dạy học. Vậy thì mỗi một giáo viên bước lên bục giảng đều mang tới lớp một quan điểm dạy học khác nhau. Có người thì theo quan điểm dạy học lấy người học làm trung tâm, có người thì theo quan điểm học tập cá nhân hóa, người thì theo quan điểm học dạy học hợp tác, thì tất cả đều thuộc về quan điểm dạy học. Thì trên cơ sở quan điểm dạy học đó thì người ta sẽ nói đến cái bình diện trung gian, tức là phương pháp cụ thể, đó là phương pháp dạy học theo nghĩa hẹp. Tôi lấy ví dụ phương pháp đàm thoại gợi mở, phương pháp giảng giải, phương pháp diễn giảng, thì đó là những phương pháp dạy học cụ thể. Cái này thì các thầy cô nắm rất rõ. Thì bình diện trung gian này sẽ được thực hiện dưới cái sự chi phối của quan điểm dạy học. Và cái bình diện ở bình diện vi mô, tức là kỹ thuật dạy học, thì đó chính là phương pháp vi mô. Phương pháp vi mô tức là những cái thao tác cụ thể mà các thầy cô sẽ tiến hành ở trên lớp để thực hiện cái phương pháp dạy học mà các thầy cô vận dụng. Như vậy, khi mà ta vận hành bất kỳ một hoạt động học tập nào, ta đều phải cân nhắc đến kỹ thuật. Bởi vì chúng ta có kỹ thuật, chúng ta mới vận hành phương pháp tốt được. Tuy nhiên, kỹ thuật phải được vận hành trong phương pháp, và phương pháp muốn vận hành có hiệu quả thì nó cần phải có sự chỉ đạo của quan điểm dạy học. Ba bình diện đó sẽ xuyên suốt cái việc mà chúng ta sẽ lựa chọn tất cả những yếu tố còn lại của quá trình dạy học để thiết kế một hoạt động học mà đạt cái hiệu quả của mình, cái hiệu quả về mặt phát triển năng lực mà các thầy cô đặt ra. Vậy thì tôi sẽ lấy một cái ví dụ để các thầy cô hiểu rõ hơn về mô hình ba bình diện này. Nếu chúng ta xem là dạy học hợp tác là một cái quan điểm dạy học ở bình diện rằng người học sẽ phải cộng tác với nhau để xử lý thông tin và hỗ trợ, cũng như là thực hiện được các nhiệm vụ học tập, thì các thầy cô sẽ cần phải lựa chọn nhiều phương pháp. Trong đó thì phương pháp thảo luận nhóm đó là một trong những cái phương pháp dạy học phù hợp. Nếu mà ta dạy học hợp tác mà chúng ta không sử dụng những phương pháp mà đòi hỏi người học phải hỗ trợ cộng tác với nhau thì cái việc vận hành dạy học hợp tác sẽ không có hiệu quả. Nhưng mà để thực hiện cái dạy học hợp tác hay là phương pháp thảo luận nhóm trong lớp học của chúng ta một cách hiệu quả thì chúng ta cần phải có các kỹ thuật dạy học. Một số kỹ thuật được gợi ý như là khăn trải bàn, mảnh ghép, suy nghĩ, bắt cặp, chia sẻ, hay là nhiều kỹ thuật khác nữa để hỗ trợ cho việc thực hiện phương pháp học thảo luận nhóm. Thì một cái ví dụ cụ thể như thế này để các thầy cô hình dung được rằng là mỗi một hoạt động chúng ta đều cần phải tư duy theo cái bình diện, mà theo ba bình diện, để đảm bảo rằng khi chúng ta vận hành các hoạt động nó sẽ đạt hiệu quả. Thì một thực tế là nhiều khi giáo viên rất là thành thạo trong phương pháp, tuy nhiên lại hạn chế trong việc vận dụng kỹ thuật, dẫn đến tình trạng là phương pháp vận hành sẽ không đạt hiệu quả tối ưu. Tôi xin nói đến một cái sự phân loại. Ở đây là một cái sự phân loại mang tính chất tương đối về hệ thống các cái phương pháp và kỹ thuật sử dụng trong dạy học địa lý. Thì ở đây là vận dụng các phương pháp dạy học nói chung và các phương pháp đặc thù trong việc dạy học và các kỹ thuật chung vào việc dạy học địa lý, chứ nó không đơn thuần chỉ là phương pháp dạy học địa lý. Thì nếu các thầy cô quan tâm thì các thầy cô có thể chụp hình lại cái slide này để chúng ta có một cái căn cứ để chúng ta phân loại những phương pháp mà lâu nay chúng ta áp dụng.
Thì có một thực tế là tôi nhận ra trong quá trình bồi dưỡng và tập huấn giáo viên là giáo viên thường áp dụng rất là thành thạo các phương pháp. Tuy nhiên khi hỏi giáo viên về phương pháp đó là phương pháp gì thì rất là lúng túng để định nghĩa. Và chính vì vậy mà khi chúng ta trình bày trong kế hoạch bài dạy hay là chúng ta trình bày trong các cái báo cáo cũng như là các cái tài liệu thì chúng ta không định nghĩa chính xác được phương pháp. Ở đây tôi tạm chia là các phương pháp truyền thống, ví dụ như là phương pháp giảng giải, giảng thuật, phương pháp đàm thoại. Trong đàm thoại thì ta sẽ chia ra là đàm thoại hình thức, tức là đàm thoại thông thường, hỏi đáp thông thường, đàm thoại gợi mở và đàm thoại nêu vấn đề. Những phương pháp này các thầy cô dùng rất nhiều. Một trong những cái phương pháp đặc trưng của dạy học địa lý đó là phương pháp sử dụng phương tiện trực quan, là bản đồ, tranh ảnh, số liệu thống kê, sơ đồ, biểu đồ, vân vân. Và phương pháp tổ chức thực địa, tổ chức tìm hiểu địa phương. Thì phương pháp này nó sẽ gắn với cái bài mà bài hướng dẫn học sinh tìm hiểu về địa phương, bài 39 của cuốn sách này. Các phương pháp dạy học tích cực, để tạm chia về dạy học tích cực để phân biệt với dạy học truyền thống, là có các phương pháp dạy học dựa trên tình huống, dạy học nêu và giải quyết vấn đề, dạy học dựa trên dự án, đóng vai, dạy học qua trò chơi, dạy học theo góc, vân vân. Thì các phương pháp này là những phương pháp không phải dành cho địa lý mà được vận dụng để phục vụ cho việc dạy học địa lý. Và các phương pháp này cũng như những ví dụ cũng như quy trình thực hiện thì tôi đã trình bày rất là kỹ trong tài liệu tập huấn. Sau này các thầy cô nếu cần thì các thầy cô có thể xem lại trong tài liệu. Các kỹ thuật dạy học thì tôi không phân loại bởi vì nó có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Ta có các kỹ thuật như là khăn trải bàn, các mảnh ghép, suy nghĩ bắt cặp chia sẻ, động não, tia chớp, sơ đồ tư duy, phòng tranh, công đoạn, trình bày 1 phút, KWL hay là KWL hay là KW, tranh luận hoặc là tranh luận ủng hộ phản đối, các kỹ thuật thu nhận thông tin phản hồi như là 321 XYZ vân vân. Thì cái sự phân loại này giúp các thầy cô sẽ có hình dung rằng là mình đã áp dụng cái phương pháp gì và các cái kế hoạch bài dạy trong tài liệu mà lát nữa các thầy cô nghiên cứu họ đã áp dụng những phương pháp và kỹ thuật gì. Tôi nói đến cái phần một chút về phần đánh giá thì nếu mà chắc hẳn là các thầy cô đều đã tập huấn mô đun 3. Trong mô đun 3 thì nói rất là nhiều đến đánh giá trong dạy học địa lý và dạy học nói chung. Nhưng chung quy lại thì chúng ta cần phải nhớ được một cái bảng. Trong đó thì chúng ta có một cái sự phân loại về hai hình thức đánh giá là đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Trong mỗi một hình thức đánh giá thì chúng ta sẽ có các cái phương pháp và trong mỗi một cái phương pháp thì chúng ta có các công cụ đánh giá. Vậy thì cái bảng này nguyên tắc là gì? Khi ta lựa chọn phương pháp nào thì ta cần phải lựa chọn công cụ đánh giá phù hợp với phương pháp đó. Và một cái công cụ đánh giá thì có thể sử dụng cho nhiều phương pháp khác nhau. Và làm sao để mà thực hiện được cái mục tiêu đánh giá của phương pháp đó. Tôi lấy ví dụ, nếu ta đánh giá thông qua là sản phẩm học tập của học sinh thì cái tiêu chí đánh giá là sẽ không thể thiếu được. Chứ chúng ta không đánh giá sản phẩm học tập của học sinh thông qua cái phương pháp là bộ câu hỏi được, nó không sẽ không thỏa đáp ứng được cái yêu cầu của việc đánh giá đầy đủ cái chất lượng cũng như là cái yêu cầu cần đạt của sản phẩm. Thì và nó sẽ phục vụ cho đánh giá thường xuyên hay là đánh giá định kỳ thì nó cũng sẽ quyết định việc là chúng ta sẽ lựa chọn cái phương pháp nào, công cụ nào cho việc thực hiện các đánh giá. Và cái điều này thì cũng cần được thể hiện rất là cụ thể ở trong cái kế hoạch bài dạy cho từng hoạt động cũng như là trong toàn bộ kế hoạch bài dạy. Bây giờ ta nói đến một chút đến cái việc mà thiết kế hoạt động học. Thì có thể rằng là các thầy cô đã quá thành thạo với việc thiết kế một hoạt động học cho học sinh. Nhưng tôi cũng xin sơ đồ hóa lại một cách tổng thể để chúng ta có một cái tiếp cận chung trong cách chúng ta tư duy để thiết kế hoạt động học. Với cái mục tiêu cuối cùng á, là hướng đến việc là không phải là người truyền đạt tri thức mà là người sẽ tổ chức hoạt động học tập cho học sinh để các em tự tìm kiếm và lĩnh hội tri thức. Thì chúng ta sẽ có một cái sơ đồ mà tôi đang trình bày ở trên màn hình như sau. Khi mà chúng ta muốn thiết kế và vận hành một hoạt động học cho học sinh đạt được mục tiêu hoạt động thì chúng ta cần phải có sự kết hợp giữa phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học, hình thức tổ chức dạy học, phương tiện dạy học và các yếu tố khác của quá trình dạy học. Một cái sự kết hợp hài hòa và tổng hợp như vậy sẽ giúp các thầy cô có ý tưởng cho một cái hoạt động học cụ thể. Trong đó thì nó sẽ được cụ thể thành các cái nhiệm vụ học tập cho học sinh. Chúng ta sẽ phải cung cấp cái ngữ liệu, tức là tài liệu, kênh tham khảo cũng như thông tin bổ sung bên cạnh sách giáo khoa để học sinh có cơ sở để thực hiện nhiệm vụ, làm các bài tập
tạo ra các sản phẩm và cuối cùng là học sinh được hướng dẫn các bước thực hiện. Thì một hoạt động học thường nó sẽ cần phải đảm bảo 5 cái yêu cầu như vậy để học sinh tham gia và xử lý nhiệm vụ, giải quyết yêu cầu học tập, giải quyết yêu cầu do giáo viên đặt ra, để cuối cùng là chúng ta đạt được mục tiêu của hoạt động. Và vậy thì mục tiêu của hoạt động đạt được như thế nào thì phải có công cụ đánh giá và phương pháp đánh giá. Thì chính là một cái sơ đồ mà tôi muốn thể hiện tổng thể mối quan hệ giữa phương pháp dạy học ở bên tay trái, rồi đến đánh giá bên tay phải, và cái phần trọng tâm chính là cái phần hoạt động học. Và giáo viên là người thiết kế cái quá trình này, còn học sinh của chúng ta chính là người vận hành quá trình này. Giống như một triết lý rất là quan trọng trong dạy học của các nước theo quan điểm là học tập và công nghệ dạy học là thầy thiết kế mà trò chính là người thi công. Chúng ta trong tài liệu của các thầy cô thì chúng ta đang có, tôi sẽ nhắc đến 3 cái bài mà chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu. Đó là bài địa lý các vùng kinh tế là bài số 24, khai thác thế mạnh của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Sau đó thì các thầy cô sẽ nghiên cứu thêm về bài 23 là bài thực hành, và bài chuyên đề 1 đó là chuyên đề về thiên tai ở Việt Nam. Thì bây giờ tôi sẽ dành thời gian, tổng cộng thời gian là 15 phút, bây giờ là 2:05 đến 2:20. Thời gian này tôi dành cho các thầy cô, chúng ta sẽ mở cái tài liệu tập huấn giáo viên mà bên nhà xuất bản đã gửi về các sở giáo dục cho các thầy cô dưới dạng file online, để chúng ta nghiên cứu giúp tôi cái phần 3 cái kế hoạch bài dạy là bài 24, bài 23 và chuyên đề 1. Nhờ bộ phận kỹ thuật em mở cái phần tài liệu tập huấn lên giúp thầy. Các thầy cô không biết là ở các sở các thầy cô đã được nhận cái tài liệu này hay chưa. Cái tài liệu tập huấn bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa môn địa lý, tài liệu này ạ. Thì trong tài liệu này thì chúng tôi viết một cách đầy đủ những nội dung mà chúng tôi đã trình bày. Trong đó thì thời gian tiếp theo các thầy cô sẽ tập trung vào phần thứ hai, hướng dẫn tổ chức một số dạng bài. Ở đây phần A là dạng bài hình thành kiến thức mới, chúng tôi trình bày cái bài 24, khai thác thế mạnh ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ, dự kiến thực hiện trong vòng 2 tiết. Trong này có trình bày đầy đủ cái kế hoạch bài dạy của bài 24. Sau đó thì chúng tôi nói bài 30 thì chúng ta tham khảo sau. Đến tiếp theo là bài 23, thực hành tìm hiểu hoạt động và sản phẩm dịch vụ tại địa phương. Thì tại đây là bài thực hành, dạng bài thực hành, bài này thực hiện trong vòng 1 tiết, cách thức tổ chức cũng khác với bài 24. Và C là phần dạng bài chuyên đề, thì ở đây chúng tôi trình bày chuyên đề số 1, thiên tai và biện pháp phòng chống. Chuyên đề này vẫn thực hiện trong vòng 10 tiết, kế hoạch bài dạy ở phía dưới. Bây giờ các thầy cô, chúng ta sẽ có 15 phút để các thầy cô nghiên cứu cái 3 cái kế hoạch bài dạy mà tôi vừa trình bày ở trong tài liệu này, theo cái hướng dẫn mà ban đầu mà tôi đã có cung cấp ở trong phần đầu của phần báo cáo. Đó là chúng ta sẽ nghiên cứu theo 5 câu hỏi cũng như là cái bảng ma trận. Em chiếu lại cái slide. Các thầy cô, chúng ta sẽ nghiên cứu 3 cái kế hoạch bài dạy mà trong tài liệu theo 5 cái câu hỏi bài học. 5 câu hỏi mà lúc nãy tôi cũng có gửi cái file hình lên phần chat của phần của buổi hội thảo này. Sau đó thì các thầy cô cũng sẽ tư duy theo cái khung ma trận như thế này. Về mỗi một cái kế hoạch bài dạy thì nó sẽ được tổ chức bao nhiêu hoạt động, phần hoạt động mở đầu thì thực hiện mục tiêu gì, các phương pháp kỹ thuật dạy học mà giáo viên áp dụng là gì, phương tiện dạy học là gì, và phương án đánh giá là như thế nào. Rồi sau đó đến các hoạt động hình thành kiến thức mới, các hoạt động luyện tập và các hoạt động vận dụng. Chúng ta sẽ có thời gian là 15 phút để chúng ta nghiên cứu, và mời các thầy cô sẽ quay lại với phần trình bày tiếp theo trong 15 phút nữa, tức là vào lúc 14:25 ạ. Ví dụ như là phương pháp sử dụng phương tiện trực quan chẳng hạn, thì trong này chúng tôi đều viết một cách rất là dễ đọc và dễ hiểu. Chúng tôi sẽ định nghĩa cái phương pháp đó là phương pháp gì, rồi các bước thực hiện phương pháp đó thế nào để phát huy tính tích cực của người học. Kèm một cái ví dụ, hoặc là tôi lấy một cái phương pháp mà các thầy cô cũng hay gặp lúng túng khi chúng ta tổ chức, đó là
phương pháp dạy học dựa trên tình huống. Tôi lấy ví dụ như là cái của phương pháp dạy học dựa trên tình huống chẳng hạn. Thì trong cái phần trong tài liệu thì có rất là nhiều tài liệu viết và cũng có rất nhiều cách làm khác nhau. Trong này thì chúng tôi sẽ đưa ra một cái định nghĩa ngắn gọn, rồi cung cấp một cái bảng kiểm mục rất là rõ ràng. Khi mà các thầy cô quan sát vào bảng kiểm mục vận dụng phương pháp dạy học dựa trên tình huống, thì các thầy cô sẽ thấy rằng khi mà ta vận dụng cái phương pháp dạy học dựa trên tình huống trong dạy học địa lý lớp 12, thì chúng ta sẽ xem thử là cái việc vận dụng của chúng ta có đầy đủ các cái yêu cầu để cái phương pháp đó được xem là dạy học dựa trên tình huống hay không. Thì trong cái cuốn tài liệu này cũng có viết rất rõ. Sau đó rồi thì tôi cũng trình bày thành các bước, như là từ bước 1 cho đến bước 5 của việc thực hiện một cái phương pháp dạy học tình huống. Rồi sau đó đến các phương pháp lớn hơn như là dạy học dự án, cái phương pháp mà các thầy cô sẽ dùng nhiều cho các cái chuyên đề học tập, thì tôi cũng trình bày các cái bước cụ thể trong này. Rồi chúng tôi cũng trình bày một số cái kỹ thuật dạy học phổ biến các thầy cô có thể dùng để dạy học. Rồi chúng tôi cũng nói đến đánh giá kiểm tra, phương pháp công cụ một cách giản lược. Và sau cùng thì chúng tôi giới thiệu cái định hướng sử dụng cũng như là các cái tài nguyên hỗ trợ cho các thầy cô trong quá trình chúng ta thực hiện cuốn sách. Phần tiếp theo đó là phần tổ chức một số dạng bài. Thì như lúc nãy tôi có trao đổi thì các thầy cô chúng ta sẽ nghiên cứu cái tài liệu bài 24 khai thác thế mạnh ở Trung Du và miền Bắc Bộ, bài 23 là thực hành, và chuyên đề 1 đó là chuyên đề thiên tai, để chúng ta trả lời các cái câu hỏi, 5 câu hỏi cũng như là tư duy về cái bảng ma trận của hoạt động học mà tôi có trình bày ở trên slide. Dạ, kính mời quý thầy cô, chúng ta sẽ tiếp tục cái phần chia sẻ tiếp theo của buổi chiều này hôm nay. Như vậy, sau khi mà các thầy cô đã tìm hiểu cái tài liệu tập huấn, tìm hiểu tài liệu tập huấn giáo viên, và chúng ta nghiên cứu 3 cái kế hoạch bài dạy, kế hoạch bài dạy chuyên đề, kế hoạch bài dạy dành cho các bài hình thành kiến thức mới, và kế hoạch bài dạy cho các bài thực hành, thì chúng ta đã có những cái phần chia sẻ liên quan đến cái việc mà ý tưởng thiết kế của tác giả về mục tiêu, cái phương pháp kỹ thuật, phương tiện dạy học, phương pháp đánh giá cho từng hoạt động, từ mở đầu đến các hoạt động hình thành kiến thức mới, đến hoạt động luyện tập và hoạt động vận dụng. Thì sau đây thì tôi sẽ cụ thể hóa một số cái sự phân tích để các thầy cô chúng ta cùng đối chiếu với những phần mà mình đã đọc được ở trong cái phần mà tài liệu. Đối với cái bài mà bài địa lý các vùng kinh tế, chương 4 địa lý các vùng kinh tế, bài 24 khai thác thế mạnh ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ, thì tôi đang chúng ta sẽ có thấy rằng cái bài học này là tương đối dài và nó có hai cái đề mục lớn. Thứ nhất là khái quát chung, và cái đề mục thứ hai đó là khai thác các cái thế mạnh để phát triển kinh tế. Thì trong cái phần mà khai thác các cái thế mạnh để phát triển kinh tế ở đây á, thì tôi xin dừng lại để phân tích cái kịch bản tổ chức cái hoạt động này. Đồng thời chúng ta sẽ chia sẻ luôn cái cách mà chúng ta sẽ tiếp cận để thiết kế một cái hoạt động học, làm sao để cho nó đảm bảo cái tính khoa học cũng như là phát huy được cái vai trò của người học và đạt được cái mục tiêu dạy học. Thì cái sơ đồ này thì nó hơi nhiều thông tin, và các thầy cô cố gắng theo dõi để tôi sẽ giải thích các cái phần một cách tường minh để chúng ta có thể nắm được cái ý tưởng triển khai cái kế hoạch tổ chức hoạt động. Mục 2 là khai thác các cái thế mạnh để phát triển kinh tế vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Thì trong cái mục 2 này, với dung lượng tương đối lớn, thì sách giáo khoa triển khai thành 4 cái mục nhỏ. Đó là khai thác thế mạnh về khoáng sản, khai thác các thế mạnh về thủy điện, chăn nuôi gia súc lớn và cây trồng có, và khai thác thế mạnh về cây trồng có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới. Thì đó chính là 4 cái đề mục nhỏ trong cái đề mục lớn là khai thác thế mạnh để phát triển kinh tế của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Thì 4 thế mạnh này thì sách giáo khoa đều triển khai theo hai ý. Ý thứ nhất đó là thế mạnh, và ý thứ hai là khai thác thế mạnh. Và cách triển khai như vậy là thống nhất cho toàn bộ 4 cái thế mạnh lớn theo một cấu trúc giống nhau, dung lượng trình bày cũng tương đối là giống nhau. Như vậy về mặt cấu trúc và trình bày
thì nó rất là thuận lợi để chúng ta có thể triển khai một cái hoạt động dạy học nó theo một cái cấu trúc thống nhất và tương đương nhau. Vậy thì từ cái cấu trúc bố cục của tài liệu như vậy á, thì chúng ta mới thấy rằng là có hai cái cách triển khai hoạt động dạy học. Chúng ta có thể triển khai theo cái hướng là hàng dọc, xin lỗi các thầy cô, đó là hàng ngang. Thì nếu ta tư duy để thiết kế bài học theo cách triển khai theo các hoạt động là gọi là độc lập tương đối, thì chúng ta sẽ chia cái bài học thành là hoạt động 1, hoạt động 2, hoạt động 3, hoạt động 4, tương ứng với từng thế mạnh của cái vùng. Với mỗi hoạt động thì đều học sinh đều có những cái sản phẩm riêng, gọi là sản phẩm hoạt động 1, tôi tạm gọi là sản phẩm 1, sản phẩm hoạt động 2 là sản phẩm 2, sản phẩm hoạt động 3, sản phẩm hoạt động 4. Và như vậy là chúng ta sẽ phải thiết kế 4 cái phương pháp và công cụ đánh giá riêng cho từng cái hoạt động của bài học. Đó, thì cái phương án triển khai theo các hoạt động độc lập theo hàng ngang như thế này thì là một cách tiếp cận để thiết kế bài học, và cũng có nhiều giáo viên chúng ta lựa chọn cách thiết kế này bởi vì nó sẽ linh hoạt trong việc xử lý trọn vẹn kiến thức của từng phần, vì dung lượng của từng phần cũng khá lớn và đủ để cấu thành một hoạt động, và học sinh cũng có thời gian nhiều để nghiên cứu các cái bản đồ, bảng số liệu cũng như là kênh thông tin trong sách để làm rõ từng thế mạnh. Tuy nhiên, khi mà ta triển khai hoạt động theo chiều ngang á, là từng hoạt động độc lập như thế này, thì sẽ gặp một vấn đề khó khăn là vấn đề thứ nhất, đó là vấn đề sẽ gặp lặp lại một cái cấu trúc như nhau của 4 hoạt động, sẽ gây tình trạng là nhàm chán đối với học sinh. Vấn đề thứ hai nữa là nó cũng sẽ tiêu tốn nhiều thời gian và cái việc thiết kế cũng sẽ mất công hơn. Đó là cái cách triển khai theo từng hoạt động riêng rẽ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lại phải tư duy theo một hướng khác. Đó là chúng ta sẽ tư duy theo kiểu là ta sẽ thiết kế một cái hoạt động theo chiều dọc hay là một hoạt động tổng hợp, thì tôi tạm gọi đó là hoạt động tổng hợp. Thì hoạt động tổng hợp này chính là sự kết nối tổng thể của 4 cái phần thế mạnh thành một hoạt động tổng hợp. Trong đó thì người học chỉ tạo ra một sản phẩm và đánh giá thông qua sản phẩm bằng tiêu chí đánh giá cái sản phẩm đó. Đó là hoạt động theo chiều dọc. Thì khi mà ta đã tư duy về một cái hoạt động tổng hợp như vậy thì ta phải trả lời cho câu hỏi là vậy thì sẽ lựa chọn cái phương pháp, kỹ thuật, hình thức và phương tiện dạy học thế nào để chúng ta có thể tổ chức hoạt động một cách linh hoạt. Thì khi đó trong kế hoạch bài dạy, giáo viên ở đây có nêu ý tưởng về việc sẽ là tổ chức một cái hoạt động thảo luận chứ không phải là tranh luận, tức là phương pháp thảo luận. Ở đây giáo viên sẽ tư duy, sẽ sử dụng một cái phương pháp gọi là phương pháp thảo luận, hình thức là nhóm nhỏ, và một cái kỹ thuật mà phù hợp cho cái bài học này đó là kỹ thuật các mảnh ghép, rồi lựa chọn các phương tiện dạy học phù hợp. Ở đây là đa phần là sử dụng các cái bản đồ, tranh ảnh trong sách và các cái phiếu học tập. Thì kỹ thuật mảnh ghép tại sao nó lại phù hợp trong cái hoàn cảnh này? Bởi vì các cái nội dung này là tương đối độc lập với nhau. Vậy thì ở vòng thứ nhất gọi là vòng chuyên gia đó, thì học sinh có thể là nghiên cứu độc lập từng nội dung. Nhưng khi đến cái vòng mảnh ghép là nghiên cứu tổng hợp thì học sinh chia sẻ, thảo luận và thống nhất thành một cái sản phẩm tổng hợp về cả nghiên cứu về cả 4 cái thế mạnh của Trung Du miền núi Bắc Bộ về 2 phương diện, đó là thế mạnh và khai thác thế mạnh. Thì cái cách triển khai này nó sẽ tạo ra một cái sự thống nhất và logic khi các thầy cô triển khai cái kế hoạch tổ chức cái mục 2 của cái bài học này. Thì như vậy là đó là cái cách để chúng ta tư duy trong việc thiết kế một cái hoạt động học tập, làm sao để nó vừa đạt được mục tiêu, vừa vận dụng được linh hoạt phương pháp, kỹ thuật, hình thức, phương tiện dạy học, đồng thời vừa tiết kiệm thời gian và phát huy cái vai trò tích cực nhận thức của học sinh. Thì đó là cái phần phân tích của tôi trong một cái nội dung 2 trong cái kế hoạch bài dạy của bài 24. Thì cái sơ đồ này nó khá là logic nhưng nó cũng khó nắm bắt bởi vì nó khá nhiều thông tin. Thì để đảm bảo rằng tất cả các thầy cô đều hiểu thì tôi xin phép là trình bày sơ lược lại một lần nữa. Trong cái phần triển khai kế hoạch của bài dạy 24, mục 2 là khai thác các thế mạnh để phát triển Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Thì trong bài học này, trong đề mục này có 4 mục độc lập, đó là khai thác thế mạnh về khoáng sản, thủy điện, chăn nuôi gia súc lớn, cây trồng có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới.
Bốn đề mục nhỏ này đều được viết theo một cấu trúc gồm hai phần. Phần thứ nhất đó là phần thế mạnh và phần thứ hai là phần khai thác thế mạnh. Vậy thì với khi chúng ta dạy cái nội dung này, chúng ta có thể triển khai kế hoạch bài dạy theo hai hướng tiếp cận khác nhau. Hướng tiếp cận thứ nhất đó là tổ chức các hoạt động học tập độc lập theo tiếp cận hàng ngang như tôi trình bày ở đây. Thì chúng ta sẽ có thể dự kiến thành 4 hoạt động và mỗi một hoạt động thì sẽ có những nhiệm vụ, sản phẩm, yêu cầu khác nhau đối với học sinh và đồng thời chúng ta phải có phương pháp và công cụ đánh giá cho từng hoạt động. Đó là tiếp cận theo từng hoạt động. Tuy nhiên, chúng ta cũng có cách tiếp cận khác, đó là tiếp cận theo chiều dọc, tức là tiếp cận tổ chức một cái hoạt động mang tính tổng hợp. Ở đây sẽ kết hợp giữa 4 nhiệm vụ trong hoạt động 1, hoạt động 2, hoạt động 3, hoạt động 4 trong một cái hoạt động tổng hợp mà người học sẽ tạo ra một sản phẩm. Cuối cùng, đánh giá thông qua sản phẩm và sử dụng tiêu chí đánh giá. Thì để tổ chức hoạt động tổng hợp đó thì chúng ta sẽ cần phải lựa chọn cái phương pháp dạy học phù hợp. Mà một trong những cái phương pháp dạy học phù hợp ở đây đó là phương pháp thảo luận. Ở đây tôi xin đính chính một chút là ở đây là cái phần cái ô bên trái, bên góc bên trái màn hình đó chính là thảo luận chứ không phải là tranh luận. Kỹ thuật là mảnh ghép, hoặc là các thầy cô nếu thành thạo mà có điều kiện thì chúng ta có thể áp dụng cái kỹ thuật dạy học theo trạm để tổ chức cái hoạt động này. Học sinh sẽ làm việc trong các nhóm nhỏ tùy các thầy cô phân chia và chúng ta sẽ sử dụng các phương tiện dạy học hỗ trợ. Người học sẽ tham gia cái hoạt động đó theo các nhóm, tạo ra sản phẩm và cuối cùng chúng ta sẽ đánh giá sản phẩm đó. Thì đó là cái ý tưởng triển khai ở trong cái kế hoạch bài dạy bài 24 và các thầy cô cũng có thể tham khảo để phác thảo cái cách triển khai của mình và nó cũng sẽ phù hợp với những cái dạng bài, những dạng đề mục mà nội dung nó tương đối lớn mà thời lượng thì chúng ta hạn chế, học sinh có thể tự nghiên cứu và tự tìm tòi được thì ta có thể sử dụng tiếp cận tổng hợp. Còn đối với những cái nội dung mang tính hàn lâm phức tạp, giáo viên cần phải thể hiện nhiều vai trò hơn thì các thầy cô sẽ sử dụng cái phương pháp là tổ chức thành những hoạt động riêng lẻ để có thể có nhiều thời gian để lập luận và giải thích cho học sinh hơn. Đó là cái phần về bài 24. Thì trong cái bài 24 đó thì trên cái cơ sở cái sơ đồ mà tôi vừa phác thảo á thì tôi sẽ đi vào phân tích cái ma trận tổ chức cái hoạt động đó. Hoạt động mở đầu thì đó là hoạt động mà cần mục tiêu là sẽ cần phải giới thiệu cho học sinh được về cái vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Thì một trong những cái nguyên tắc dạy học địa lý mà các thầy cô đều thấm nhuần là cái việc hình thành biểu tượng trước khi hình thành khái niệm là rất quan trọng trong dạy học địa lý. Học sinh phải có cái định hình không gian về một vùng lãnh thổ nào đó trước khi các em bắt đầu cái việc học về nó. Thì cái phần mở đầu khi mà ta dạy mỗi vùng kinh tế thì điều đầu tiên là ta phải giúp học sinh trả lời được câu hỏi cái vùng đó nó nằm ở đâu trên bản đồ, nó có cái đặc điểm gì để nhận diện so với các vùng khác. Một khi đã định hình được cái vị trí phân bố, xác định được và có biểu tượng không gian về cái vùng đó rồi thì mới đến tính đến các cái việc của việc tìm hiểu các nội dung tiếp theo. Và mục tiêu hoạt động mở đầu cũng tạo động cơ hứng thú cũng như đặt ra cái mục vấn đề của bài học. Thì trong hoạt động mở đầu này thì trong kế hoạch bài dạy người ta sử dụng phương pháp tổ chức trò chơi và hình thức là tổ chức theo nhóm. Phương tiện dạy học đó là các cái tranh ảnh và các câu đố liên quan đến các địa danh học của vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ. Thì một cái trò chơi cũng tổ chức tương đối ngắn nhưng nó cũng đủ sức để mình khắc họa được những cái nét điển hình của vùng này. Và đánh giá thì thông qua các cái đáp án của các câu hỏi trong trò chơi cũng như những cái phản hồi cung cấp thêm thông tin của giáo viên. Đó là hoạt động mở đầu. Đến hoạt động hình thành kiến thức mới thì chia làm nhiều hoạt động. Hoạt động 1 đó là tìm hiểu khái quát về vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Hoạt động này thì mục tiêu đặt ra đó là chính là thực hiện được yêu cầu cần đạt, trình bày được vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ và dân số của vùng. Thì ở đây giáo viên sử dụng phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thảo luận, hình thức thảo luận là thảo luận cặp đôi với kỹ thuật là suy nghĩ, bắt cặp, chia sẻ. Thì các thầy cô cũng biết về cái kỹ thuật này rồi. Nếu các thầy cô chưa biết thì tôi sẽ nói sơ lược trong vòng cỡ 1 phút. Ta sẽ cho học sinh suy nghĩ độc lập để trả lời câu hỏi, tạo với bạn bên cạnh hoặc bạn đối diện thành một cặp để chia sẻ câu trả lời. Sau đó thì ta sẽ mời học sinh chia sẻ trong nhóm lớn hoặc là mời học sinh chia sẻ trong nhóm toàn lớp về cái ý tưởng của câu trả lời đó. Thì người ta gọi là một cái kỹ thuật dạy học là suy nghĩ, bắt cặp, chia sẻ. Nhìn thì nó có vẻ đơn giản nhưng mà nó rất là hiệu quả trong cái hoàn cảnh lớp học của chúng ta, lớp học rất đông học sinh và không có bố trí bàn ghế theo nhóm được. Phương tiện dạy học ở đây là bản đồ tự nhiên Trung Du và miền núi Bắc Bộ.
Phương pháp đánh giá đó chính là thông qua hỏi đáp và cái phản hồi của giáo viên sau khi mà các nhóm học sinh đã trình bày và chia sẻ cái kết quả thảo luận. Đến hoạt động 2 đó là hoạt động mà tôi vừa trình bày ở trong cái phần mà sơ đồ phân tích vừa rồi đó. Đó chính là hoạt động tìm hiểu về các cái thế mạnh của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Hoạt động này là một cái hoạt động trọng tâm của bài học này và là hoạt động chính chiếm dung lượng lớn nhất trong toàn bộ bài học. Ở đây thì học sinh phải chứng minh được các cái thế mạnh và phải chứng minh được việc khai thác thế mạnh đó để phát triển kinh tế trên các cái phương diện là khoáng sản, thủy điện, cây trồng có nguồn gốc cận nhiệt ôn đới, chăn nuôi gia súc lớn là bốn cái thế mạnh nổi bật của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Thì ở đây giáo viên sử dụng là phương pháp thảo luận nhóm, kỹ thuật các mảnh ghép kết hợp với kỹ thuật sơ đồ tư duy. Kỹ thuật sơ đồ tư duy là để thể hiện kết quả cuối cùng khi các nhóm học sinh trình bày sản phẩm, và hình thức thảo luận đó là hình thức thảo luận nhóm. Phương tiện dạy học trong cái hoạt động này đó là bản đồ tự nhiên, bản đồ kinh tế của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, các cái phiếu học tập. Cái phiếu học tập đến cái thời điểm này mới phát huy tác dụng bởi vì nó chính là cái công cụ để hướng dẫn các cái nhóm học sinh làm việc trong các cái vòng chuyên gia và vòng mảnh ghép để đảm bảo rằng các em làm việc theo đúng cái định hướng mà giáo viên vạch ra, để tránh trường hợp là học sinh không biết thảo luận bắt đầu từ đâu và lan man và vượt ra khỏi cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra ban đầu. Đánh giá thì thông qua sản phẩm và đánh giá trong phiếu đánh giá theo tiêu chí. Như vậy, ở đây cần cung cấp một cái phiếu đánh giá theo cái tiêu chí sản phẩm cuối cùng mà học sinh tạo ra dưới dạng các rubric. Hoạt động luyện tập, mục tiêu đặt ra cho hoạt động này đó là sử dụng được bản đồ kết hợp với thông tin trong bài để trình bày về sự phân bố cụ thể của một số cây trồng, vật nuôi ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Thì phương pháp sử dụng ở đây là phương pháp sử dụng phương tiện trực quan, cụ thể là bản đồ. Và việc học ở đây sẽ trở thành là cá nhân hoặc là theo cặp đôi. Bản đồ kinh tế và các bài tập đi kèm. Đánh giá thông qua sản phẩm là kết quả hoàn thành bài tập. Như vậy, đến hoạt động luyện tập này thì giáo viên trở lại với cái hoạt động thực hành là đọc bản đồ để tìm ra sự phân bố của một số cây trồng vật nuôi tiêu biểu thông qua một cái bài tập, và hình thức thì là hình thức cá nhân để cụ thể hóa những cái công việc học tập của các cá nhân sau các hoạt động nhóm, hoạt động cặp đôi. Hoạt động vận dụng thì mục tiêu đặt ra là vận dụng được kiến thức, kỹ năng đã học để tìm hiểu về những thế mạnh nổi bật của Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Thì phương pháp mà tác giả lựa chọn ở trong cái hoạt động này đó là phương pháp viết báo cáo hoặc thiết kế video clip. Ở đây học sinh có thể chọn một trong hai cách. Nếu những em học sinh nào mà không sành công nghệ thì có thể chọn cái phương án viết báo cáo. Học sinh nào mà sành công nghệ làm clip tốt thì học sinh sẽ chọn phương pháp là thiết kế video clip giới thiệu về Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Hoạt động cá nhân, hoạt động này thì tiến hành ở bên ngoài lớp học. Và giáo viên cũng cung cấp cho học sinh một cái bài tập, hay nói đúng hơn là một cái hướng dẫn để học sinh thực hiện các cái nhiệm vụ hoàn thành sản phẩm. Đánh giá qua sản phẩm học tập và phiếu đánh giá theo tiêu chí sẽ được áp dụng cho cái phần vận dụng này. Như vậy các thầy cô hình dung là với một cái kế hoạch bài dạy tiến hành trong nhiều tiết, có đủ 4 hoạt động là mở đầu, hình thành kiến thức mới, luyện tập vận dụng, giáo viên đã phải kết hợp linh hoạt giữa các hình thức cá nhân có, nhóm nhỏ có, cặp đôi có, học tập toàn lớp có, dưới sự tổ chức hướng dẫn của giáo viên để đạt được mục tiêu. Và giáo viên sẽ tập trung vào các cái hoạt động hình thành kiến thức mới, dành một thời lượng phù hợp cho hoạt động luyện tập, tập trung vào việc và áp dụng kỹ năng. Và hoạt động vận dụng thì có thể tổ chức linh hoạt ở bên ngoài lớp học để học sinh có thể vận dụng được kiến thức kỹ năng đã học vào một cái bài học cụ thể. Thì đó chính là cái ý tưởng của tác giả viết sách giáo viên, là một cái mang tính tham khảo. Nó sẽ không hoàn toàn phù hợp với điều kiện giảng dạy cũng như là phong cách dạy học của từng thầy cô. Vì vậy mà khi ta đọc những cái kế hoạch bài dạy dạng thế này thì cái quan điểm tiếp cận của chúng ta là xem xét ý tưởng, học tập những cái kinh nghiệm. Còn việc chúng ta tổ chức thế nào thì chúng ta cần phải điều chỉnh linh hoạt và cải tiến cho phù hợp giảng dạy với điều kiện giảng dạy của các thầy cô ở địa phương. Tôi xin nói tiếp ạ. Như vậy vừa rồi là tôi trình bày về cái kịch bản tổ chức của cái bài 24, là bài về mặt hình thành kiến thức và kỹ năng mới. Thì sau đây thì tôi sẽ nói đến cái bài 23. Cái kế hoạch của bài 23 là thực hành tìm hiểu hoạt động và sản phẩm dịch vụ tại địa phương. Thì bài thực hành trong sách thường là chỉ là một tiết và nó sẽ liên quan nhiều đến việc là phát triển những kỹ năng địa lý, hay còn gọi là năng lực tìm hiểu địa lý, là sử dụng các công cụ địa lý học.
và phát triển những cái năng lực và kỹ năng chung cho học sinh, thì cái đặc trưng của các bài học này nó cũng khác các bài lý thuyết ở chỗ. Đó là đối với cái bài 2-3 này thì giáo viên cấu trúc thành hai hoạt động. Hoạt động mở đầu với mục tiêu là giúp cho học sinh có thể liên hệ kiến thức đã học và tạo hứng thú trước khi vào bài mới. Một trong những cái đặc điểm của bài thực hành thường là nó sẽ là sự cụ thể hóa kiến thức lý thuyết của các bài học trước đó. Có thể là bài học phía trước ngay trước đó hoặc là những bài học trước. Thì cái việc mà giúp học sinh liên hệ kiến thức, lý thuyết của các bài học trước với hoạt động thực hành là rất là quan trọng. Cho nên hoạt động mở đầu thường sẽ tập trung vào những việc đó. Thì ở đây sẽ có là học sinh sẽ, giáo viên đưa ra hai phương án. Phương án 1 đó là giáo viên sử dụng kỹ thuật tia chớp để liệt kê các hoạt động dịch vụ tại địa phương nơi các em đang sinh sống. Hoặc là phương án 2 là giáo viên trình chiếu một số hình ảnh về hoạt động dịch vụ tại địa phương và yêu cầu học sinh có thể là dựa vào hiểu biết của mình để nêu tên, định nghĩa hoạt động dịch vụ đó. Thì các thầy cô thấy phương án nào dễ hơn thì chúng ta thực hiện. Bước 2 là giáo viên học sinh sẽ quan sát, liệt kê, để chia sẻ. Mà để chia sẻ được chính xác cái tên của hoạt động dịch vụ thì chắc chắn học sinh sẽ phải vận dụng kiến thức của cái bài dịch vụ ở phía trước về phân loại các ngành dịch vụ. Học sinh có thể xung phong trả lời, hoặc giáo viên cũng có thể chỉ định hoặc là khuyến khích điểm cộng vân vân để cho học sinh đưa ra những câu trả lời. Và cuối cùng thì giáo viên sẽ nhận xét, đánh giá và dựa vào cái phần trả lời đó để dẫn dắt vào việc hoạt động tiếp theo. Hoạt động tiếp theo đó chính là hoạt động thực hành. Thực hành vì là bài thực hành cho nên hoạt động trọng tâm chính là hoạt động thực hành. Tìm hiểu thực tế, viết được đoạn văn ngắn giới thiệu quảng bá về một số hoạt động và sản phẩm dịch vụ độc đáo của địa phương, nhất là về du lịch. Thì ở đây giáo viên sẽ làm theo 4 bước. Bước thứ nhất là giáo viên sử dụng phương pháp thảo luận nhóm, yêu cầu các nhóm thực hiện một trong hai nhiệm vụ theo chủ đề. Ví dụ chủ đề 1 là giới thiệu quảng bá về hoạt động du lịch của địa phương. Chủ đề 2 giới thiệu quảng bá về một hoạt động dịch vụ tại các cái chợ truyền thống đối với những vùng nông thôn, các siêu thị, trung tâm thương mại đối với các vùng thành phố, ở địa phương nơi học sinh đang sinh sống. Thì có một trong những cái nguyên tắc để dạy về các cái bài gắn với địa phương á, là khi chúng ta đưa ra các chủ đề hay chúng ta cài đặt những cái nhiệm vụ thì bao giờ chúng ta cũng phải có những lựa chọn. Bởi vì học sinh của các thầy cô ở những vùng miền không giống nhau. Có thể là một nông thôn, thành thị, miền núi, đồng bằng. Việc chúng ta áp đặt một cái chủ đề nào đó nó không phù hợp với thực tiễn có thể dẫn đến tình trạng là học sinh không có chất liệu thực tế, tức là không có cái biểu tượng để xử lý cái thông tin đó. Bước 2 là các nhóm thì quy định các nhóm thì sẽ tiến hành tổ chức thảo luận và bắt đầu nghiên cứu về các chủ đề lựa chọn, trình bày kết quả thảo luận và giáo viên nhận xét đánh giá. Thì việc trình bày kết quả thảo luận này thì các thầy cô có thể lựa chọn nhiều cái phương pháp và kỹ thuật khác nhau như đã trình bày ở trước. Thì như vậy rõ ràng rằng khác với bài lý thuyết, cái bài thực hành thì thường sẽ có ít hoạt động hơn. Các hoạt động đó sẽ tập trung vào việc là tổ chức cho học sinh rèn luyện các kỹ năng. Nhất là đây là một cái bài này là một bài liên quan đến việc viết báo cáo, nhưng có các những bài liên quan đến vẽ biểu đồ, rồi nhận xét biểu đồ, phân tích bản đồ. Thì những cái bài đó lại cần phải dành nhiều thời gian hơn để học sinh rèn luyện những kỹ năng đặc thù. Và cái hoạt động các thầy cô cũng cần lưu ý là cần có một cái hoạt động kết nối nhỏ giữa kiến thức lý thuyết với cái kiến thức sẽ thực hành, như là một sự nhắc lại cho học sinh để học sinh có thể kết nối khi các em tham gia vào các bài thực hành. Đó là về phần bài thực hành. Tôi xin nói tiếp về phần chuyên đề. Về chuyên đề thì chúng ta sẽ có cái chuyên đề về, trong cái kế hoạch bài dạy thì tôi sẽ nói về chuyên đề về thiên tai và biện pháp phòng chống. Thì thiên tai và biện pháp phòng chống là một chuyên đề trong thực hiện trong vòng 10 tiết với 5 yêu cầu cần đạt rất là lớn, và là một trong những cái chuyên đề mà cũng có ý nghĩa rất là thiết thực. Vậy thì trong cái kế hoạch bài dạy đó thì người tác giả viết trong cuốn tài liệu mà các thầy cô có, thì tác giả viết theo hướng tiếp cận chung của một cái bài tổ chức theo nhiều tiết, theo 4 hoạt động. Tuy nhiên trong thực tế triển khai đối với chuyên đề thì các thầy cô cần phải có sự linh hoạt cho phù hợp với cái tính chất của những cái bài học này. Thì ở dưới đây á thì tôi sẽ giới thiệu về một cái ý tưởng mà xuyên suốt để chúng ta có thể thiết kế cái chuyên đề thiên tai và biện pháp phòng chống thành một cái dự án để tổ chức cho học sinh. Thì tôi xin dừng lại trước khi trình bày về cái ý tưởng này một chút để chúng ta phân tích rằng là khi mà dạy chuyên đề thì các thầy cô sẽ vận dụng những phương pháp dạy học tương đối lớn.
thay vì việc mà cắt nhỏ cái kế hoạch bài dạy thành các cái bài độc lập như là việc tổ chức các cái bài học trên lớp, lý thuyết trên lớp, thì chúng ta cần phải vận dụng những phương pháp dạy học lớn để tổ chức cái chuyên đề đó mang tính xuyên suốt ở trong quá trình dạy học và để đảm bảo rằng là nó phù hợp và có giá trị. Thì tôi sẽ quay lại với cái phần luận điểm ban đầu mà tôi đặt ra là gì? Khi mà chúng ta vận dụng các chuyên đề theo phân phối chương trình của sách giáo khoa cũng như phân phối tổng số tiết, thì về các nhà trường, các tổ bộ môn, chúng ta cần phải thảo luận với nhau để xây dựng ra một cái cách thức triển khai, và từ đó chúng ta mới xét cài đặt cái số lượng tiết cũng như là phân phối tiết làm sao để nó phù hợp với cái dạng bài này. Ví dụ như là chuyên đề về thiên tai và biện pháp phòng chống, ở đây tôi chỉ phác thảo một ý tưởng thôi, chứ cũng không phải là một cái sản phẩm hoàn thiện. Thì đấy, các thầy cô có thể thấy rằng là gì, những cái vấn đề chung như là thiên tai là gì, các cái đặc điểm phòng chống vân vân á, thì chúng ta có thể cho thành một cái hoạt động. Mà cái hoạt động này thì hoạt động thực hiện ở trên lớp, và hoạt động này thì giáo viên có thể hướng dẫn các học sinh tham gia các hoạt động học tập để tìm hiểu về thiên tai và các vấn đề chung về thiên tai. Chỉ cần khoảng một tiết là chúng ta có thể xử lý xong cái nội dung này. Và trong cái thời điểm đó thì chúng ta cũng sẽ tiến hành giao nhiệm vụ để thực hiện cái hoạt động 2, đó chính là thực hiện cái dự án học tập. Trong cái dự án học tập này thì tùy vào cái cách phân chia của thầy cô. Thầy cô có thể phân chia theo một cái nhiệm vụ tổng hợp như tôi phân tích ở cái kế hoạch bài dạy 24. Nhưng mà để cho nó chuyên sâu thì chúng ta có thể phân chia theo cái hướng tiếp cận là độc lập cho từng cái sản phẩm và từng cái loại thiên tai. Tôi lấy ví dụ như là bão thì chúng ta có thể cơ cấu thành một cái nhiệm vụ và sản phẩm, đó là bài trình chiếu đa phương tiện, gọi là bài trình chiếu PPT ạ. Lũ lụt thì chúng ta có thể cơ cấu thành một nhiệm vụ với lại là một cái sản phẩm, cuối cùng là mô hình nhà chống lụt. Hạn hán thì có thể là sẽ là viết báo cáo về thực trạng hạn hán ở Việt Nam. Sạt lở đất thì có thể là tạo ra một cái video về hiện tượng sạt lở đất của Việt Nam và các giải pháp phòng chống. Lốc xoáy hay là lốc thì có thể là thành một nhiệm vụ và tạo ra một cái infographic, tức là cái đồ họa về nguyên nhân, đặc điểm, hậu quả và giải pháp phòng chống. Thì mỗi một cái nhiệm vụ thì sẽ được thực hiện bởi một nhóm học sinh, và sau khi nhiệm vụ đó tiến hành xong thì học sinh sẽ tổ chức là tạo ra sản phẩm, và các sản phẩm này thì không khác nhau về mặt hình thức thể hiện, nhưng mà nó phải theo một quy chuẩn chung về mặt phương pháp, là về mặt trình bày và nội dung kiến thức bên trong. Chúng ta có thể tổ chức cho học sinh báo cáo dự án thì các thầy cô có thể tổ chức dưới kỹ thuật như là kỹ thuật phòng tranh, hay là tổ chức theo kỹ thuật theo trạm hay triển lãm, đánh giá cái sản phẩm đó thông qua sản phẩm và đánh giá bằng tiêu chí. Thì cái sơ đồ trên màn hình đó là tôi phác thảo một cái dự án ở dạng ý tưởng, để ví dụ sau này khi các thầy cô triển khai cái chuyên đề 1 trong thực tế, các thầy cô sẽ thay vì việc giảng dạy từng bài từng tiết thì chúng ta có thể tổ chức và sắp xếp kế hoạch phân phối chương trình nhà trường, chương trình bộ môn địa lý tại cơ sở các thầy cô dạy thành một cái dự án và có thể triển khai đồng loạt trong các cái lớp học, để cái việc triển khai chuyên đề nó đạt được cái chiều sâu của nó. Như vậy là chúng ta đã chia sẻ. Thì đáng lẽ là nếu mà tập huấn trực tiếp thì tôi có nhiều thời gian và các thầy cô chúng ta tương tác dễ hơn, thì chúng ta sẽ chia sẻ cái ý kiến cũng như là cái phần mà các thầy cô đọc được từ trong tài liệu. Tuy nhiên là do cái khuôn khổ online nó cũng hơi khó, cho nên tôi xin phép là trình bày dưới hình thức là giới thiệu tổng lược, mà chắc là các thầy cô cũng đã nghiên cứu và cũng có những cái nhận định như vậy. Trên cơ sở phân tích ba cái kế hoạch bài dạy của ba bài theo ba cái nhóm bài kế hoạch là hình thành kiến thức mới, thực hành và bài chuyên đề, thì tôi xin hệ thống hóa lại thành một cái bảng những cái nét đặc trưng của ba cái loại bài này, để khi mà các thầy cô triển khai ở trong thực tế chúng ta sẽ có những cái thay đổi cho nó linh hoạt. Đối với cái kiểu bài hình thành kiến thức mới á, thì chúng ta sẽ nên tổ chức theo các hoạt động trong chuỗi hoạt động học, bao gồm là mở đầu, hình thành kiến thức mới, luyện tập và vận dụng. Thì chúng ta nên đi theo cái chuỗi hoạt động như vậy để nó đảm bảo đầy đủ cái yêu cầu cần đạt cũng như mục tiêu của bài học. Trong cái kế hoạch bài dạy này thì các thầy cô cần phải kết hợp đa dạng, linh hoạt
phương pháp và kỹ thuật dạy học, hình thức tổ chức dạy học. Và cái việc kết hợp đó thì sẽ được tổ chức theo cái hướng là tổ chức hoạt động học theo định hướng tích cực hóa vai trò nhận thức của học sinh thông qua cái hệ thống nhiệm vụ, bài tập, câu hỏi, và học sinh sẽ là người trực tiếp trải nghiệm tài liệu, mà cái tài liệu chính ở đây chính là sách giáo khoa và các cái nguồn tài nguyên đi kèm để xử lý các nhiệm vụ học tập, trên cơ sở đó rút ra kiến thức. Còn đối với các cái bài thực hành thì chúng ta sẽ lưu ý là tập trung vào các hoạt động, phương pháp thúc đẩy người học thực hành, luyện tập để phát triển các kỹ năng địa lý. Nói một cách đơn giản là chúng ta phải dành nhiều thời lượng và dung lượng hơn để cho người học tự thực hành, tự luyện tập để họ có trang bị kỹ năng, chứ chúng ta không thể không trình bày nhiều lý thuyết trong các bài học này. Và linh hoạt trong việc sắp xếp các hoạt động, chứ không nhất thiết chúng ta phải tuân thủ đầy đủ 4 cái hoạt động như là trong kế hoạch bài dạy của phần hình thành kiến thức mới. Và ở đây các thầy cô cũng lưu ý giúp tôi một điểm là chúng ta cũng cần phải có những cái hoạt động để chúng ta kết nối kiến thức của những bài hoặc các bài trước đó có liên quan đến bài thực hành, để học sinh có một cái sự liên kết xử lý nhiệm vụ thực hành tốt hơn. Đối với chuyên đề học tập thì các thầy cô sẽ cần phải lựa chọn phương pháp lớn để tổ chức các cái chuyên đề học tập đạt mục tiêu. Ở các phương pháp lớn ở đây tôi lấy ví dụ như là các phương pháp lớn, dạy học lớn thực chất nó giống như là những cái mô hình dạy học. Ví dụ như là dạy học dự án, dạy học kết hợp chẳng hạn, thì nó là những cái mô hình học tập lớn để dạy học các chuyên đề. Vì sao chúng ta cần phải lựa chọn các phương pháp dạy học lớn hơn so với các phương pháp mà nhỏ lẻ? Tại vì chuyên đề tính chất là thời lượng rất là dài. Mục tiêu của chuyên đề không chỉ dừng lại ở cung cấp kiến thức, mà nó còn gắn với cái việc định hướng nghề nghiệp cũng như là định hướng các vấn đề gắn với thực tiễn địa phương. Cho nên cái việc mà chúng ta tổ chức các cái phương pháp mà nó có nhiều cơ hội để học sinh gắn với thực tiễn hơn thì nó sẽ chính là một cái yếu tố rất là quan trọng. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không thể tổ chức theo cái cách thức của bài hình thành kiến thức mới. Tuy nhiên chúng tôi vẫn khuyến khích thầy cô lựa chọn các phương pháp lớn, linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức giảng dạy các chuyên đề, bởi vì nó không tương đối cứng như là dạy các bài học ở hình thành kiến thức mới hay thực hành. Và chuyên đề thì cung cấp khối lượng số tiết tương đối dài, 10 tiết và 15 tiết. Cho nên khi ta xây dựng kế hoạch tổ bộ môn hoặc là xây dựng kế hoạch nhà trường, và sau này các thầy cô với vai trò là tư vấn cho quản lý chuyên môn, quản lý nhà trường á, thì các thầy cô cũng có thể đề đạt trong việc là chúng ta sẽ có một cái phân phối làm sao để cho linh hoạt khi chúng ta tổ chức các chuyên đề. Thì trên đây là những cái điểm cốt lõi để phân biệt và lý giải cái sự khác nhau trong cách tiếp cận để chúng ta xây dựng 3 cái loại kế hoạch bài dạy cho 3 cái dạng bài, và là một cái gợi ý để chúng ta có thể có những cái thiết kế phù hợp trong thực tiễn giảng dạy. Như vậy thì sau đây thì tôi xin mời các thầy cô chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong vòng 20 phút, và chúng ta sẽ quay lại phần buổi họp vào lúc 3:30 để chúng ta sẽ chia sẻ tiếp các cái thông tin của cái buổi tập huấn chiều nay. Xin mời các thầy cô nghỉ giải lao ạ. Xin lỗi các thầy cô, là trong cái quá trình mà các thầy cô nghỉ giải lao hoặc là trong quá trình các thầy cô tham gia cái bộ phần tiếp theo á, thì nếu các thầy cô có cái vấn đề gì cần chia sẻ về mặt ý tưởng, chia sẻ về thắc mắc hay là câu hỏi, thì các thầy cô vui lòng gõ vào, một là gõ vào phần chat ở trên phòng họp, hoặc là để tiện hơn thì các thầy cô gõ vào cái link Padlet mà các bạn kỹ thuật viên sẽ gửi cho các thầy cô sau đây, để tôi và có thể chia sẻ trên màn hình để cho chúng ta cùng thảo luận. Và tôi khuyến khích các thầy cô mình gặp các vấn đề gì trong thực tiễn triển khai thì các thầy cô có thể đưa ra câu hỏi, tôi sẽ giải đáp trong khuôn khổ tác giả cũng như là chủ biên của cuốn sách giáo khoa này. Xin cảm ơn các thầy cô ạ. Dạ, mời các thầy cô nghỉ giải lao ạ. Dạ, kính mời quý thầy cô chúng ta tiếp tục trở lại với cái phần trình bày tiếp theo của cái buổi hội thảo về giới thiệu về tập huấn về sách giáo khoa chiều hôm nay. Thì như là phần tôi cái slide cuối cùng mà tôi trình bày là cái nội dung kết thúc, cái nội dung cuối cùng á, thì chúng ta đang có một cái sự so sánh một cách tổng thể về hướng tiếp cận cho việc giảng dạy 3 cái loại bài, đó là bài hình thành kiến thức mới, thực hành và chuyên đề học tập. Thì tôi xin dành một vài phút để nói lại cái slide này cho các thầy cô có một cái hình dung trước khi chúng ta chuyển qua những cái nội dung tiếp theo.
Đối với những cái bài hình thành kiến thức mới thì chúng ta sẽ tổ chức theo các cái chuỗi hoạt động học, như là trong quy định gồm có hoạt động mở đầu, hoạt động hình thành kiến thức kỹ năng mới, hoạt động luyện tập, hoạt động vận dụng. Các thầy cô cần kết hợp đa dạng linh hoạt phương pháp kỹ thuật và hình thức tổ chức dạy học, và thiết kế tổ chức theo hướng là tích cực hóa vai trò hoạt động học sinh, vai trò nhận thức của học sinh thông qua hoạt động học. Thực hành thì chúng ta sẽ tập trung vào các hoạt động và phương pháp để thúc đẩy cái khả năng và kỹ năng thực hành, cũng như giúp học sinh phát triển các kỹ năng đó. Và chúng ta cũng sẽ linh hoạt trong việc sắp xếp các hoạt động, không nhất thiết chúng ta phải tổ chức đầy đủ các hoạt động như là bài lý thuyết. Đối với chuyên đề học tập thì các thầy cô cần phải lựa chọn các phương pháp lớn để tổ chức các chuyên đề học tập đạt mục tiêu, ví dụ như là phương pháp dự án, vân vân. Linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức giảng dạy các chuyên đề thông qua cái thực tế giảng dạy tại địa phương để phù hợp với thực tiễn của quý thầy cô. Thì đó là ba cái nội dung khái quát mà tôi trình bày trong lúc mà của cái hoạt động mà trước kỳ giải lao. Tôi muốn nhắc lại để quý thầy cô chúng ta có một cái nhìn tổng thể trước khi chúng ta chuyển qua một phần khác. Tôi xin quay lại với cái slide tôi xin quay lại với slide này. Như vậy là đến thời điểm này là chúng ta đã cùng nhau chia sẻ để giải quyết được cái nhiệm vụ mà chúng ta đặt ra trong cái bảng này. Đó là cái đặc trưng của việc tổ chức các cái bài giảng bài theo những cái hình thức khác nhau. Và cái bảng này thì được tôi đáp án ở phần phía dưới trong cái gợi ý mang tính chia sẻ của tôi. Chúng ta có các cái mục tiêu ban đầu. Chúng ta có 5 cái mục tiêu ban đầu. Mục tiêu thứ nhất đó là chúng ta nói đến cái chuyện nhận diện được các kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình tôi đã trình bày rồi. Chúng ta đến cái phân biệt được các cái cách thức triển khai các loại kế hoạch bài dạy theo các dạng bài khác nhau là chúng ta vừa chia sẻ. Chúng ta cũng trong đó thì chúng tôi cũng lồng ghép và trình bày cũng như lấy ví dụ cụ thể hơn, cụ thể về việc là vận dụng linh hoạt các cái phương pháp kỹ thuật hình thức phương tiện dạy học để tổ chức hoạt động học. Như vậy là tôi đã giải quyết là được mục tiêu thứ nhất, mục tiêu thứ hai và mục tiêu thứ ba. Trong cái mục tiêu trong mục tiêu thứ hai và mục tiêu thứ ba để tôi xin dành một chút thời gian để nói thêm về cái khả năng đáp ứng cho cái câu hỏi này. Cái tôi muốn nói thêm cái chỗ là chúng ta nói đến cái câu hỏi thứ năm á, là cái khả năng đáp ứng của cái bộ sách giáo khoa Địa lý lớp 12 bộ Chân trời sáng tạo đối với việc và các học liệu đi kèm đối với việc mà các thầy cô sẽ tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh. Thì tôi sẽ nói cái này kết nối luôn với mục tiêu thứ tư, đó chính là phần hướng dẫn cái chia sẻ cách thức chúng ta sử dụng các cái cuốn sách, bài tập, sách giáo viên và các cái tài nguyên hỗ trợ của bộ sách để phục vụ cho việc giảng dạy ôn tập cho học sinh lớp 12. Các thầy cô sẽ đến với cái tài liệu đó là sách học sinh bài 24. Dạ đây, tôi đang nói đến một cái phần, tôi đang phân tích đến cái ý là cái khả năng đáp ứng của sách giáo khoa, sách chuyên đề và cái tài liệu đi kèm là sách học sinh, sách bài tập, sách giáo viên cũng như nguồn tài nguyên để các thầy cô có thể tổ chức các cái hoạt động học tập cho học sinh. Trên màn hình của quý thầy cô là một số cái trang sách của cái bài 24 khai thác thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái yêu cầu cần đạt này thì như sáng nay thầy Phú đã phân tích thì trích ra từ chương trình. Và như vậy chúng ta cũng không cần phải mở chương trình, chúng ta cũng có thể hình dung được rằng là trong cái bài học này thì cần đạt được yêu cầu cần đạt gì. Và nếu như mà các thầy cô sau này các thầy cô sẽ tham gia cái việc mà tập huấn chia sẻ về cách tiếp cận của việc biên soạn cái đề thi theo dạng thức mới á, thì chúng ta thấy rằng là cái yêu cầu cần đạt về năng lực rất là quan trọng ở trong cái đề dạng thức đề mới này so với cái dạng thức đề cũ mà chúng ta đã làm. Thì cái đoạn văn dẫn nhập thì cũng cung cấp một cái định hướng cho các thầy cô chúng ta sẽ đặt vấn đề cho bài học. Thì trong mỗi một cái bài học thì giáo viên người ý tưởng của người thiết kế sách sẽ trình bày về các cái kênh chữ tức là nội dung cụ thể của cái bộ đề mục đó được trình bày dưới dạng kênh chữ, và trước khi bắt đầu kênh chữ thì sẽ có một các cái câu hỏi, thường là các câu hỏi hoặc là nhiệm vụ để cho học định hướng cho học sinh khai thác cái kênh chữ kênh hình ở phía dưới. Thì cái này là một cái định hướng mang tính ý tưởng sư phạm của những người viết sách chứ không phải là áp đặt cách dạy cho giáo viên. Các thầy cô phải hiểu rất là rõ về cái mục đích của những cái câu hỏi, nhiệm vụ ở đây là định hướng cho cái việc mà giáo viên sẽ tổ chức hoạt động học
để đạt được cái mục tiêu của bài học trong từng nội dung và yêu cầu cần đạt. Và dựa trên cái định hướng này thì giáo viên có thể triển khai tổ chức thành các hoạt động và để thực hiện được mục tiêu đó. Chứ giáo viên không nhất thiết phải sử dụng hết các câu hỏi này, cũng như cũng không cần phải sử dụng các câu hỏi này nếu quan điểm dạy học của các thầy cô khác và các thầy cô thiết kế cái phương tiện dạy học khác. Tuy nhiên, cái phần kênh chữ ở phía dưới thì nó đảm bảo thực hiện các yêu cầu cần đạt. Phần kênh hình, tức là bản đồ, một số bài thì bổ sung rất là nhiều sơ đồ, tranh ảnh, số liệu thống kê. Những cái nguồn thông tin này thì sẽ góp phần là giúp các thầy cô là hướng dẫn học sinh phân tích các cái nội dung gắn với kênh chữ, và thậm chí là đa phần thì các kênh hình này chính là các nguồn thông tin độc lập. Tôi lấy ví dụ như là trong cái sách giáo khoa địa lý lớp 12 có rất nhiều bản đồ, sáng nay thầy Phú có giới thiệu, thì các bản đồ này là được biên tập lại đầy đủ và chi tiết hóa gắn với yêu cầu cần đạt của cái bài học đó. Và các thầy cô cũng không cần phải đi tìm thêm một cái gọi là các nguồn tài liệu nào khác ngoài các bản đồ này để mình bổ sung cho việc giảng dạy. Bổ sung bởi vì nó có đủ thông tin để chúng ta phân tích các cái yêu cầu cần đạt trong bài học. Đó chính là cái nguồn thông tin về kênh chữ, rồi các cái nguồn về tranh ảnh, bản số liệu và các cái gợi ý về việc tổ chức các cái hoạt động học như là luyện tập hay là vận dụng thì cũng được giới thiệu ở trong cái cuốn sách này cho các thầy cô. Như vậy, nhìn một cái cách tổng thể thì các cái bài, các cái thông tin gồm có kênh chữ này, kênh hình này, rồi là các cái hướng dẫn nhiệm vụ này, và tất cả các cái phần trình bày và đồ họa ở trong sách giáo khoa thì đầy đủ chất liệu và thông tin để các thầy cô thiết kế tổ chức các hoạt động học, và học sinh sẽ dùng sách giáo khoa để tham gia một cách là tích cực, chủ động vào hoạt động học tập của các em. Tương tự như vậy thì đối với các cái bài như là bài 23 chẳng hạn, là bài thực hành, thì trong cái bài thực hành này thì chúng tôi cũng trình bày yêu cầu cần đạt từ trong chương trình. Trong cái nội dung thì chúng tôi có đưa ra hướng dẫn về cách thức tổ chức các cái hoạt động mà cụ thể để phát triển và thực hiện được cái yêu cầu cần đạt của trong cái hoạt động thực hành. Ví dụ như là trong này là phần về tìm hiểu hoạt động sản phẩm du lịch tại địa phương, thì chúng tôi có nói đến nội dung, tức là hướng dẫn về nội dung của việc đạt được yêu cầu cần đạt, chuẩn bị giáo viên và học sinh sẽ chuẩn bị những cái gì để tham gia vào hoạt động học tập đó. Và trên cơ sở cái gợi ý đó thì các thầy cô sẽ vận dụng, tổ chức linh hoạt và sáng tạo cái hoạt động dạy học cho các bài thực hành. Tương tự như vậy thì sách chuyên đề sách chuyên đề học tập cũng thế. Các cái phần chuyên đề học tập thì cũng được trình bày vào bố cục và cấu trúc thông tin gồm có kênh hình, kênh chữ, bố cục tương tự như là các cái bài học trong sách học sinh, để các thầy cô có đầy đủ các cái thông tin cơ bản thiết thực nhất cho việc tổ chức và giảng dạy các chuyên đề đáp ứng các yêu cầu cần đạt. Đó là về ví dụ tôi đang giới thiệu về một cái chuyên đề gọi là thiên tai và biện pháp phòng chống. Thì nếu mà chúng ta dạy theo cái cấu trúc là tổ chức từng hoạt động gắn với từng đơn vị kiến thức độc lập, hay là tổ chức các cái dự án, thì đều có thể sử dụng các cái nguồn thông tin trong này. Ở đó là về tôi nói sơ lược về cái khả năng đáp ứng của cái sách giáo khoa. Vậy thì câu trả lời cho cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra là gì? Sách giáo khoa đáp ứng đến mức độ nào cái khả năng để cho giáo viên tổ chức và triển khai hoạt động học? Thì chúng ta có thể trả lời rằng là sách giáo khoa thì cung cấp đầy đủ, cơ bản, tương đối chi tiết những cái nội dung để giáo viên thực hiện và đáp ứng được các yêu cầu cần đạt được quy định trong chương trình. Còn nếu các thầy cô muốn mở rộng, muốn đi sâu hay là muốn phát triển rộng hơn kiến thức cho học sinh cũng như tham khảo các cái phương pháp kỹ thuật, thì chúng ta sẽ cần phải tiếp cận thêm các cái nguồn tài nguyên của nhà xuất bản trong các cái tài liệu khác. Thì sau đây thì tôi sẽ nói đến cái phần tiếp theo của cái phần trình bày, đó chính là sách bài tập. Sau đây thì tôi sẽ trình bày tiếp cái phần tiếp theo, một phần ngắn gọn thôi, phần này cũng không phải là mất quá nhiều thời gian. Đó là phần về việc chúng ta sẽ tiếp cận và sử dụng các cái sách giáo viên, sách bài tập, sách giáo viên chuyên đề để phục vụ cho cái việc mà các thầy cô sẽ có thêm ý tưởng cho việc giảng dạy sau này. Tôi xin nói tiếp về sách giáo viên. Sách giáo viên thì là được biên soạn để phục vụ cho
việc tổ chức giảng dạy sách giáo khoa. Sách giáo viên thì được thiết kế bởi nhóm tác giả. Chính vì vậy mà cái kịch bản tổ chức và cách thức triển khai nó mang cái phong cách giảng dạy của cái nhóm tác giả biên soạn. Nó là kênh để các thầy cô tham khảo và sử dụng cũng như là cải tiến cho phù hợp với thực tế của cái địa phương mình đang công tác. Thì trong sách giáo viên thì mỗi một bài học thì chúng tôi cũng đều trình bày theo cái cấu trúc mà giống như là cái hướng dẫn trong một cái kế hoạch bài dạy của công văn 5512, có một vài cái cải tiến cho nó phù hợp và giảm cái dung lượng trình bày. Sẽ có là đưa vào yêu cầu cần đạt, đưa vào những cái năng lực chung, chọn một vài năng lực chung mà có thể là phát triển thông qua phương pháp dạy học ở trong bài học. Rồi chúng tôi nói đến các cái năng lực đặc thù. Ở đây thì có một trong những cái phần mà chế biến mang tính sư phạm, và cụ thể của chúng tôi đó chính là chúng tôi gắn cái năng lực của bài học, năng lực địa lý của bài học với những cái thành tố của năng lực địa lý. Như các thầy cô đã biết là năng lực địa lý thì có ba cái nhóm, hay nói đúng hơn là ba thành tố, là nhận thức khoa học địa lý, tìm hiểu địa lý và vận dụng kiến thức kỹ năng đã học. Cái nhiệm vụ của chúng ta là phải chỉ ra được cái thành tố đó nó sẽ được phát triển thông qua cái yêu cầu cần đạt nào cụ thể ở trong bài học. Thì trong cái mục năng lực đặc thù của sách giáo viên thì chúng tôi làm rõ điều đó, có nghĩa là mình sẽ đối chiếu được rằng cái phần nào thì phát triển năng lực nào, để sau này khi chúng ta làm đề thi cho học sinh á, chúng ta sẽ kiểm đếm được rằng cái ý nào, cái yêu cầu cần đạt nào thì sẽ góp phần phát triển năng lực nào cho học sinh và đánh giá năng lực đó như thế nào. Ở đây là ví dụ, tôi lấy ví dụ như là năng lực tìm nhận thức khoa học địa lý là chứng minh được các thế mạnh để phát triển kinh tế của Trung du miền núi Bắc Bộ. Còn tìm hiểu địa lý là sử dụng được bản đồ tự nhiên, bản đồ kinh tế để khai thác về thế mạnh và phân tích về thế mạnh và khai thác thế mạnh. Còn vận dụng kiến thức kỹ năng đã học là vận dụng được kiến thức kỹ năng đã học để tìm hiểu về những vấn thế mạnh nổi bật. Đó thì đó chính là cái cách tiếp cận để biết mục tiêu cho nó một cách tường minh và ngắn gọn. Thì các thầy cô hoàn toàn có thể sử dụng lại toàn bộ những cái phần mục tiêu mà chúng tôi đã viết cho cái phần kế hoạch bài dạy của mình. Trong phần tiến trình tổ chức hoạt động học thì chúng tôi cũng trình bày theo các cái bước, là phần mở đầu thì mục tiêu rất là yêu cầu cần đạt là gì, rồi các bước thực hiện. Thì ở đây chúng tôi không trình bày theo cái bốn cái yêu cầu của cái kế hoạch bài dạy theo hướng dẫn cũ trước đây, mà chúng tôi chỉ trình bày tóm lược thành hai đề mục mà hiện nay cũng phổ biến, đó là phần mục tiêu và phần tổ chức thực hiện, bỏ qua cái phần về sản phẩm cũng như là phần về nội dung hoạt động, bởi vì nó được lồng ghép vào trong bốn cái bước. Mà thực ra bốn bước này đó là chính là bốn bước để gì ạ? Bốn bước là chuyển giao nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ, báo cáo và thảo luận, đánh giá và kết luận. Thì bốn bước này chính là cụ thể hóa của bốn cái bước đó. Sau đó thì chúng tôi nói đến các cái hoạt động hình thành kiến thức mới cũng tương tự như vậy, rồi các cái quá trình tổ chức các cái hoạt động, minh họa về phương pháp và kỹ thuật thì chúng tôi cũng trình bày rất là chi tiết trong từng kế hoạch bài dạy. Để đến hoạt động vận dụng, rồi đến các phần phụ lục thì chúng tôi cung cấp các cái phiếu đánh giá, phiếu bài tập này cho học sinh tương tác này. Các thầy cô cũng có thể là sử dụng lại các cái bài tập trong này để tổ chức các kế hoạch bài dạy của mình. Các cái bài tập gắn với các cái phiếu học tập, tài liệu học sinh, rồi thông tin bổ trợ để tổ chức trò chơi, rồi các cái đáp án cho các gợi ý cho các câu hỏi bài tập. Cái quan trọng là này, quan trọng là trong cuốn sách giáo viên của chúng tôi sẽ bổ sung thêm một cái phần, đó là trong cái kế hoạch, trong sách giáo khoa sẽ có nhiều nhiệm vụ và câu hỏi. Và những cái câu hỏi mà nhiệm vụ mà được giải quyết trong kênh thông tin của sách giáo khoa thì chúng tôi sẽ không đề cập lại trong sách giáo viên. Tuy nhiên là những cái nhiệm vụ câu hỏi mà trong sách giáo khoa đang để ngỏ thì chúng tôi sẽ có gợi ý, đáp án và câu trả lời trong sách giáo viên. Như vậy là nếu các thầy cô gặp khó khăn trong việc là quyết định cái đáp án cho những cái phần bài tập và câu hỏi thì các thầy cô cũng có thể tham khảo ở một cái phần thứ ba trong mỗi một bài học của sách giáo viên, đó là đó chính là cái phần về đáp gợi ý trả lời một số câu hỏi và bài tập. Tôi nhắc cái phần này để cho các thầy cô thấy rằng là nó sẽ có ý nghĩa khi mà chúng ta cần phải giải đáp cho những cái phần khó trong sách. Thì nhóm tác giả cũng cố gắng để giải quyết những cái phần tập khó, nhiều quan điểm cũng như là phức tạp khi các thầy cô dạy học. Tiếp theo là cái file tiếp theo là tôi muốn nói đến sách học sinh
À, sách bài tập của cái bài thực hành, sách bài tập của bài thực hành. Thì sách bài tập của bài thực hành, ví dụ bài thực hành 23 chúng ta đang nói lúc nãy đó, thì tìm hiểu hoạt động và sản phẩm du lịch tại địa phương, thì chúng tôi cũng cung cấp rất là nhiều thông tin bổ sung trong cái cuốn sách, xin lỗi, sách giáo viên. Đối với bài 23, sách giáo viên của phần hoạt động tìm hiểu về hoạt động sản phẩm dịch vụ tại địa phương, thì chúng tôi cũng trình bày hướng dẫn chi tiết cụ thể cho các thầy cô để các thầy cô có cái ý tưởng trong việc triển khai cái bài thực hành. Thì nó cũng trình bày đầy đủ các cái đề mục như là một kế hoạch bài dạy theo cái tiến trình tổ chức. Trong này thì gợi ý chi tiết hơn các cái chủ đề với các cái gợi ý có thể làm cái khung sườn cho học sinh có thể tìm hiểu cái chủ đề này. Và sách chuyên đề, bài sách giáo viên chuyên đề thì chúng tôi cũng trình bày theo hướng đó, cũng rất là chi tiết cụ thể theo hướng đó. Và sau đây thì tôi nói đến sách bài tập. Sách bài tập mà dành để cho học sinh á, là thực hành các bài tập mà sau khi các em đã tham gia học tập trong cuốn sách giáo khoa với sự tổ chức hướng dẫn của giáo viên, và thậm chí có thể là sử dụng trước như vẫn như là một cách dạy học đảo ngược. Thì trong sách bài tập này thì chúng tôi sẽ đưa rất là nhiều cái dạng bài tập khác nhau. Và những cái dạng bài tập này thì nó sẽ cụ thể hóa cái việc mà học sinh đạt được các yêu cầu cần đạt mà chúng ta đặt ra trong sách giáo khoa. Ví dụ như là dạng bài tập trắc nghiệm. Dạng bài tập trắc nghiệm thì tập trung vào các cái kiến thức cốt lõi của bài học và xây dựng theo cái thang nhận thức là từ biết đến hiểu đến vận dụng ở trong một số câu hỏi trắc nghiệm. Hoặc là dạng bài tập mà bài tập học sinh sẽ làm các cái câu hỏi phần trắc nghiệm, nhưng mà trắc nghiệm lại gần gắn với các cái bản đồ để chúng ta phát triển thêm cái kỹ năng đọc và hiểu bản đồ của học sinh, thì có cái dạng bài tập gắn với bản đồ. Rồi các cái dạng bài tập trắc nghiệm ở hình thức là điền từ, như là điền từ cho trước vào các cái đoạn văn bản này là đoạn văn bản đã được chế biến lại từ nội dung của sách giáo khoa. Hay là các cái bài tập dạng trắc nghiệm dạng ghép nối, tức là tìm kiếm sự phù hợp của các cái đối tượng phân bố ở trong bài tập này. Hay là các cái bài tập về học sinh sẽ điền từ, chọn từ trong sách giáo khoa hoặc hiểu biết để điền, và là các bài tập về việc đọc các đoạn thông tin, và từ cái đoạn thông tin đó thì sẽ đưa ra những cái nhận định và hiểu biết trên cơ sở vận dụng kiến thức đã học. Và những cái đoạn thông tin này thường là những thông tin cập nhật gắn với những vấn đề thời sự ở trong cái chương trình mà chúng ta dạy học. Ví dụ như đoạn thông tin này dẫn đến cái chiến lược quy hoạch phát triển vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Và từ đó học sinh có một cái sự liên kết giữa kiến thức của bài học với kiến thức thực tiễn. Hoặc là những cái dạng bài tập như là vẽ biểu đồ rồi nhận xét. Đấy, thì các thầy cô hình dung là trong sách bài tập thì mỗi một bài chúng tôi đều cung cấp đa dạng các hình thức bài tập nhằm mục đích cho học sinh luyện tập vận dụng sử dụng kiến thức được trình bày trong sách giáo khoa để mà thực hành, để mà vận dụng và để có những cái sự hiểu biết sâu sắc hơn về nội dung bài học. Và một trong những cái gợi ý mà các thầy cô cũng có thể tham khảo đó chính là chúng ta cũng có thể sử dụng những cái chất liệu, những cái bài tập trong cái sách bài tập của học sinh để mà biến nó thành các cái hoạt động học tập và tổ chức trên lớp, và dùng cái bài tập này giống như một cái công cụ để đánh giá chính các hoạt động đó. Thì đó cũng là một cái nguồn tài nguyên mà chúng ta nên sử dụng để chúng ta giảng dạy. Tôi cũng giới thiệu về sách bài tập của bài 23 chẳng hạn, thì chúng tôi cũng trình bày tương tự như vậy. Mặc dù là bài thực hành nhưng mà cũng cần có một cái sách bài tập để cụ thể hóa những cái hoạt động đã thực hành cho học sinh trong một cái cuốn gọi là sách bài tập của bài thực hành. Như vậy là tôi đã trình bày cho các thầy cô về các cái tài liệu là bài sách giáo viên và sách bài tập. Nó giống như là những cái tài liệu sẽ đi kèm với sách giáo khoa. Sách bài tập thì mục đích là dành cho học sinh, sách giáo viên là gợi ý cho giáo viên trong quá trình tổ chức, và sách học sinh tức là sách giáo khoa đó là tài liệu mà cả giáo viên và học sinh sử dụng để tương tác với nhau trong quá trình học tập. Và ba bộ sách này với vai trò là giáo viên đó, thì chúng ta nên là kết hợp nó với nhau để chúng ta có thiết kế sử dụng và tận dụng các nguồn tài nguyên phục vụ cho việc thiết kế hoạt động học mà chúng ta đỡ phải đi tìm kiếm ở bên ngoài nhiều. Bây giờ tôi mời các thầy cô chúng ta quay lại với phần trình. Tôi vừa giới thiệu xong cho các thầy cô về sách giáo viên này, sách bài tập này, mục đích cũng như cấu trúc trình bày của các cuốn sách này,
để các thầy cô có cơ sở khi mà chúng ta vận dụng và sử dụng nó hướng dẫn trong thực tế. Sau đây thì tôi xin nói tiếp về một phần nữa, đó là các cái những cái tài liệu mới mà nhà xuất bản giáo dục cung cấp cho các thầy cô, đó là hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông biên soạn theo chương trình 2018, thì trong đó cũng có tất cả các môn học, trong đó có cái môn địa lý của chúng ta. Thì các thầy cô đã biết là cái việc mà thi trung học phổ thông từ năm 2025 á, thì vẫn là áp dụng hình thức thi trắc nghiệm. Tuy nhiên nó sẽ chuyển sang một cái thể thức mới với các cái dạng câu hỏi mới. Chính vì vậy mà cái việc tiếp cận các dạng câu hỏi, thiết kế các cái đề đánh giá định kỳ để cho học sinh chúng ta làm quen dần với các cái dạng thức của đề, để khi các em thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt kết quả mà mong đợi á, thì chúng ta cũng cần phải chuẩn bị. Và không phải là chuyện mà thời gian có sự chuẩn bị đó chính là trong suốt quá trình chúng ta thực thi cái môn học, chứ không phải là đến thời điểm học sinh thi chúng ta mới làm. Chính vì vậy mà nhà xuất bản thì có cung cấp cái tài liệu này, tài liệu hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp. Thì trong cái tài liệu này thì sẽ chia làm 3 phần. Phần thứ nhất đó chính là phần nội dung ôn tập. Thì trong này á, thì sẽ tóm tắt các cái đơn vị kiến thức cơ bản gắn với yêu cầu cần đạt. Sau đó thì có nêu đến các cái câu hỏi bài tập gắn với từng chủ đề. Tức là từng chủ đề sẽ được biên soạn thành các cái câu hỏi ở dưới 3 dạng thức mà sẽ thi ở trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025. Đó là dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn, mà là dạng truyền thống lâu nay chúng ta đang làm, dạng trắc nghiệm đúng sai, dạng trắc nghiệm trả lời ngắn. Nếu mà ta đọc 3 cái dạng thức này thì chúng ta thấy rằng nó cũng không phải có quá gì mà chúng ta không quen thuộc. Tuy nhiên đi sâu vào nghiên cứu về dạng thức đề, dạng thức trình bày cũng như là cách tiếp cận thì nó cũng khá là có nhiều vấn đề chúng ta cũng cần phải có kỹ thuật. Chính vì vậy mà các thầy cô có một cái kênh tham khảo ở chỗ này. Phần tiếp theo là đề ôn luyện. Thì phần này thì bao gồm một số đề ôn luyện được biên soạn bám sát theo cấu trúc quy định trong cái quyết định số 764 ngày 8 tháng 3 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để có nó tiếp cận với cái đề trạng thức đề của năm 2025. Phần gợi ý trả lời thì phần này bao gồm đáp án các câu hỏi bài tập trong từng chủ đề và đề ôn luyện để học sinh có thể tự học so sánh kết quả là bài làm của mình. Thì đó là một trong những cái tài liệu mới mà nhà xuất bản giáo dục đã biên soạn để bổ sung cho cái nguồn tài nguyên của sách giáo khoa địa lý lớp 12 mà phục vụ trực tiếp cho việc giảng dạy, ôn tập cũng như đáp ứng việc học sinh sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Như vậy là trên đây thì tôi đã trình bày một cách tổng thể các cái phần về những cái nội dung mà chúng ta chia sẻ trong buổi chiều nay liên quan đến hai chủ đề lớn. Đó là chủ đề về các cái kế hoạch, và chủ đề thứ hai đó là các cái nguồn tài nguyên hỗ trợ. Sau đây thì tôi sẽ dành thời gian để chúng ta đến cái phần tiếp theo, đó chính là cái phần mà trao đổi thảo luận về các vấn đề. Phần này tôi nghĩ rất quan trọng, bởi vì các thầy cô, những người giảng dạy trực tiếp tại các cái trường trung học phổ thông, thì các thầy cô sẽ là những người sẽ phải trực tiếp thực hiện cái chương trình cũng như sử dụng cuốn sách này. Thì các thầy cô cần phải chia sẻ những cái ý tưởng cũng như là những cái thắc mắc, những vấn đề mà các thầy cô muốn được làm rõ, và tôi sẽ giải đáp ở trên phương diện là người biên soạn, chủ biên cuốn sách, cũng như là những về mặt phương pháp, nội dung dạy học mà có thể giải đáp cho các thầy cô. Thì những cái phần trao đổi thảo luận á, thì bạn kỹ thuật đã gửi cho các thầy cô lên một cái Padlet. Các thầy cô sẽ vào cái trang này, các thầy cô sẽ vào cái trang Padlet mà bộ phận kỹ thuật gửi cho các thầy cô trong phần chat. Chúng ta chọn vào cái link, các thầy cô chọn cái dấu cộng ở góc phải phía dưới màn hình, và chúng ta bắt đầu nhập nội dung. Nếu các thầy cô có chia sẻ thì chúng ta sẽ ghi ở ý kiến, còn nếu mà các thầy cô có câu hỏi thì chúng ta đặt câu hỏi. Thì tôi sẽ dựa vào các cái phần hỏi ở trên đó thì tôi sẽ phản hồi lần lượt ạ. Cái phần thảo luận của chúng ta cũng có những cái định hướng như sau. Như là chúng ta sẽ xem từ rằng là kế hoạch môn học sách giáo khoa địa lý 12 bộ chân trời sáng tạo mà tôi đã giới thiệu mang tính tham khảo thì đã phù hợp với việc thực hiện chương trình lớp địa lý lớp 12 hay chưa. Nếu mà nó chưa phù hợp thì có cái cần phải có những cái điều chỉnh gì không. Thứ hai nữa là gì, có cần phải có những cái điều chỉnh gì để phù hợp với thực tiễn giảng dạy nơi mà các thầy cô đang thực công tác, cũng như là thực tiễn triển khai cuốn sách lớp 10 và lớp 11. Cần sắp xếp tổ chức lại như thế nào để phù hợp với thực tiễn khi triển khai dạy học trong kế hoạch giảng dạy sách địa lý lớp 12 hay là sách chuyên đề học tập. Rồi có cần thiết bổ sung tiết ôn tập hay không, nếu bổ sung thì sẽ điều chỉnh số tiết như thế nào. Đó cũng là một vấn đề.
hay là kế hoạch triển khai các chuyên đề nên tổ chức thế nào, thời lượng, thời điểm tổ chức dạy học, tỷ lệ đánh giá vân vân. Thì trên đây là một số cái nội dung mang tính chất gợi ý cho các thầy cô khi các thầy cô thảo luận chia sẻ. Ngoài ra thì chúng ta có thể đặt bất kỳ những câu hỏi nào, những cái vấn đề nào liên quan đến cái chủ đề mà sáng nay thầy Phú trình bày, hoặc là những chủ đề mà chiều nay tôi đã trình bày, để chúng ta có những cái phần giải đáp ạ. Và sau đây thì tôi xin mời các thầy cô chúng ta sẽ dành chút thời gian, nếu các thầy cô ở trong các nhóm môn của trường thì chúng ta có thể thảo luận cho tôi một số câu hỏi và gợi ý. Các thầy cô mà đang ngồi trước máy tính, các thầy cũng có thể gõ các cái câu hỏi lên phần Padlet ạ. Hoặc nếu các thầy cô nào mà không thành thạo Padlet thì chúng ta có thể gõ trực tiếp vào trong cái phần chat của phần Zoom để tôi có những sự phản hồi luôn ạ. Dạ, xin dành khoảng tôi xin dành khoảng 10 phút để các thầy cô chúng ta nhập câu hỏi. Sau 10 phút thì chúng ta sẽ lại tiếp tục quay lại để chia sẻ ạ.